Rồi hello hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn học sinh thân mến, hello các bạn Chào mọi người nhá Vào đây em ơi, vào đây, vào đây, vào đây Chào bạn Nguyễn Trưởng, chào bạn Tuấn KK, chào An Nhiên Chào bạn uh, Hồng Băng Chào Lê Gia Huy, chào Phạm Ngọc Huy Chào bạn Lê Thị Hường, Nguyễn Vũ Thảo Chào Kha Mộng Kỳ Chào Nguyễn Loan, chào Hoàng Đức Mạnh Chào Nguyễn Mỹ Huyền nhá Chào bạn Mai Thị Cẩm Vân Chào Thanh Thương Chào bạn uh, Lươn Hoàng Mai Chào Lan Anh, chào Nguyễn Thịnh, chào bạn uh, Linh Phạm, Cẩm Vân, rồi vào đây các em ơi, vào đi vào đi. Uh, như chúng ta đã biết thì hôm nay thì uh, thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu đúng không chính thức khai giảng khóa luyện đề năm 2022, đã khóa lai t của chúng ta đúng không? Uh, chào Zen Zen nhá, chào Lâm Trung Nhật, chào Huy Trương, chào Mai Anh, chào Đức Mạnh, chào Trần Toàn. Lan Mike chào Huy Trương, Ok, chào các em. Chào Thảo Mỹ nhá. Chào Trần Đức Thành. Chào bạn uh, uh, Mai Anh, Nguyễn Mai Anh. Thầy ơi, Z tin nhắn em mà. Z tin nhắn em là Z gì cơ? <laughs> Đang livestream mà bảo thầy ơi vào Z tin nhắn em là có vẻ điêu điêu rồi các bạn. <laughs> đúng chưa? Chào Sang Đào nhá. Như chúng ta đã biết thì ngày hôm nay thì thầy trò chúng ta sẽ bắt đầu uh, uh, chữa đề đúng không ạ? Chữa đề. Đó, khởi động cho cái khóa luyện đề năm nay và trong khóa luyện đề năm nay thì chúng ta cũng làm khá là nhiều nội nhiều, nhiều nội dung đúng, ngoài việc là thầy ôn thi học kỳ cho các bạn chúng ta sẽ có các bộ đề chuẩn cấu trúc đúng không? bộ đề ăn chắc 8 cộng và những bộ đề tinh tùy 9 cộng tức là trong năm nay thì thầy là một trong những giáo viên mà thầy uh, tự tin là rất là đầu tư về số lượng đề cho các bạn đúng không cũng như chất lượng đề đó nên là tất cả các bạn chúng ta cũng cố gắng là tập trung để chúng ta hoàn thành được những cái mục tiêu mà các bạn đề ra các bạn nhé hay thời đẹp trai thế ok <laughs> Chăm tập gym có khác ok ok <laughs> Chăm tập gym đúng không ok Đó, thực ra thì dạo này mình cũng chăm chỉ tập lắm các bạn sắp đến noel rồi đúng không chúng ta cần một cái bờ vai ấm áp mà nên là mình phải chăm chỉ tập gym mới có 10 người yêu được các bạn ạ nha em định tí xe quen tay à ai trà bạn tống hương đúng không chào hạnh hồng nhá chào bạn uh, Thành Tài, chào Võ Thùy Linh, chào Vĩ Phát, chào Đức Đạt, chào bạn uh, Zen Zen. Thầy ơi hôm sau thầy úp đề sớm hơn xíu được không ạ? Chứ hôm nay em không kịp làm đề nộp vì em thường ở lại chưa ở trường nên không kịp làm ạ. Đã thì thầy đã up đề cho các bạn mà đúng không? Chúng ta có đầy đủ tất cả 10 đề một lúc rồi, không phải là một đề đâu. Đúng không? Thầy up sớm rồi mà up lâu lắm rồi các bạn. Mọi người chú ý là vào trong link tổng hợp của khóa IT để chúng ta lấy file đề đúng không? Chào Minh Thư nhá. Rồi. Chào bạn Thu Hà, chào Minh Ngọc, chào Kim Thảo, chào Nguyễn Hiền, chào Diệu Linh, chào bạn Đức Mạnh, Ngọc Hoàng. Đó. Chào Tùng Dương nhá. Rồi, sao thầy không chào em vừa nhắc xong đúng không? Chào bạn Minh Tâm, chào Thảo Vân, chào Thị Nhung, chào Thu Hiền, chào bạn Phong. <laughs> vào đây các em vào đi tất cả các bạn vào rồi chúng ta nhớ điểm danh cái nhá điểm danh điểm danh điểm danh các bạn ơi điểm danh nào những bạn mà chúng ta có số báo danh của chúng ta thì các bạn nhớ điểm danh để thầy lọc ra các bạn nhé tất cả những điểm bài tập về nhà của các bạn tất cả những cái buổi mà các bạn học thì chúng ta đều lọc hết đúng không ạ nay ánh sáng của thầy hơi xanh à không biết là xanh như thế nào nhưng mà thầy cũng có cảm giác đến tức là nó không được sáng sáng ấy mọi người nó cũng hơi xanh không biết là là, là, là do như thế nào đợi thầy tí thầy chỉnh lại webcam xem nào Ờ Để thì xem nhá Hơi xanh à Cũng ừ. không biết tại sao được Thôi để tạm thời như thế này vậy Đúng không? Mặc dù hơi xanh thế thôi, thôi nhưng mà Chúng ta chỉ cần nhìn cái vẻ đẹp trai được thôi Đúng không? Còn màu mè thì Nó chủ là phù du thôi các bạn nhá Đó Thảo My bảo tuần sau em thi rồi à Tuần sau thi sớm thế Chúng ta có 10 điều kỳ mà Nhưng mà dự kiến là sang tuần sau chúng ta ôn cả sáng đó, Ôn liên tiếp luôn 7 đề là các bạn được ôn liên tiếp 7 ngày luôn nhá. Ờ à, nay thầy mới cắt tóc ạ? À? Không, cắt tóc đâu thầy cắt lâu rồi mà nhá. Chào Thu Trang nhá, chào Mạnh Tiến, chào Dung Khanh, chào Đức Minh, chào Phương Anh, chào Thu Tuyết, chào bạn Đình Thắng, chào bạn Thùy Linh, chào bạn à uh, Trường Vinh. Em thấy nó hơi chói ạ chói á. Đề thì không chói đâu nhưng các bạn nhìn thấy đẹp trai của thầy nên nó mới chói thế đấy nhá. Các bạn đừng có nhìn thầy làm gì cả cứ tập trung vào nhìn bài bài học là được rồi được chưa tuần sau em thi cuối kỳ thì ạ tuần sau thi rồi tuần sau là hôm nay mới là thứ tư thôi mà đúng không thực ra thì trước ngày 15 tháng 8 thì thầy cũng đã chữa xong 10 đề này rồi kinh không nó sẽ có một tuần cuối cùng ấy tuần từ ngày tầm khoảng ngày mùng 10 đến ngày 15 ấy nó sẽ là chữa liên tiếp tất cả các đề luôn Đó, gọi là một tuần tổng ôn tổng lực cho các bạn luôn nhé Thầy tin là đến ngày 15 tháng 12 thì hầu như tất cả mọi trường cũng thi hết rồi mà Nên các bạn yên tâm được điều đấy nhá à, Thầy ơi em bị cá biệt trong lớp hay sao mà học mấy tháng rồi không được thầy chào ạ <laughs> Chào Nguyễn Bảo nhá Thì em phải comment chăm chỉ vào chứ Đúng không? Thầy live vào 5 giờ sáng đi ạ à, Nói chung là thầy cũng đang có ý định đấy để cho chúng ta tăng tốc lên đúng 5, 5, 5, buổi sáng liên tiếp là chúng ta có 5 đề rồi Mà chúng ta có tổng cộng 10 đề cần phải livestream cơ Đó đúng không? Chào thầy từ Liverpool C sang Light T nhưng chưa được thầy chào. Chào Kim Anh Lê nhá, Lê Kim Anh. Chào Thùy Dung nhá. Chào bạn Bảo Vi, chào Quốc Trung, chào Mạnh Tiến, chào bạn Phương Anh, chào Đức Minh. Được chưa? Em thầy liver 4 giờ hoặc 5 giờ sáng thì thầy thực ra 4 giờ sáng thì thầy nghĩ rằng là hơi sớm, 5 giờ sáng thì đẹp. Đến một cái thời điểm nào đấy thì chắc là thầy cũng sẽ về rèn luyện cho các bạn một cái thói quen đó là chúng ta phải dậy sớm học bài đấy. Đúng Dậy từ tầm khoảng 5 giờ sáng là cũng đẹp phết đấy các bạn. Thời đấy là thời hoàng đạo mà. Học nó rất là dễ vào, học một tiếng buổi sáng là có tầm bằng 3 tiếng buổi tối rồi. Đó kiểu là lúc đó đầu óc của mình nó minh mẫn đấy các bạn, đúng không? Thế nên là hôm sau thì chúng ta cũng sẽ chuyển một số buổi Thầy thầy livestream ra buổi sáng cho mọi người nhé. Ok chưa? Rồi chúng ta vào việc nữa các em ơi. Đến giờ hoàng đạo rồi, thầy trò chúng ta sẽ hôm nay sẽ chiến hết tất cả năm mấy câu, đúng không ạ? Và thầy cũng phải nói trước với các bạn một điều rằng là các em nên làm trước đi các em làm làm trước đi rồi sau đó thì thầy chữa thì nó mới có hiệu quả được bởi vì một số câu nó rất là dễ đó, đòi hỏi là chúng ta phải lướt qua nhanh các bạn nhớ chưa đi thi thì là một tiếng rưỡi nhưng mà khi mà chữa đề để cho các bạn hiểu thì thầy nghĩ là phải mất tối thiểu hai tiếng cho một đề bởi vì để cho tất cả các bạn hiểu ấy đúng không ạ làm là một chuyện nhé những đề cho các bạn hiểu giảng bài cho các bạn hiểu là một chuyện khác thế nên là, là tất cả các đề thầy chữa thì thầy cũng sẽ cố gắng là làm sao để cho nó nhanh nhất có thể đúng không ạ mà tối thiểu là phải hai tiếng đấy nên mọi người cũng phải chuẩn bị tinh thần trước đi nhá được chưa trường em cuối tháng 1 mới thi nói chung là thầy ôn trước cho các bạn thôi đúng không ôn trước cho các bạn chúng ta có 10 đề học kỳ một mà đúng không ok rồi chúng ta bắt đầu luôn các bạn nhá các bạn sẵn sàng chưa hôm nay có vẻ hơi hơi đông nhỉ một nghìn một trăm bạn rồi hôm nay quá tuyệt vời luôn bạn nào mà đang xem thì các bạn nhớ chụp ảnh lại thêm cái nhá mình kỷ niệm là ngày đầu tiên chúng ta gọi là khai giảng cái khóa luyện đề này là có bao nhiêu bạn chúng ta sẽ chăm chỉ học hành thật sự đúng không? vừa 4 giờ đi thầy nói chung là cũng hợp lý phết đấy, nói chung là thầy cũng đang sắp xếp thời gian cho các bạn rồi. Đến ngày uh, tuần sau từ thứ hai tuần sau là thầy cho chúng ta sẽ <laughs> khô con đẻ bà máu rồi các bạn. Nên các đồng chí cứ yên tâm đúng Học với thầy thuận nên nó chỉ có cháy thôi. Là không có chuyện long giom đâu. Nên mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần các bạn có tinh thần học thôi, thế giới còn lại cứ để thầy thuận lo. Được chưa? Đó. <laughs> chưa các bạn? Ok nhá. Rồi chúng ta vào giờ hoàng đạo là 9 giờ 10 chúng ta bắt đầu còn một phút nữa đúng không? Còn một phút nữa thì uh, mọi người tranh thủ là gửi link vào nhóm chat và kêu gọi những bạn bè của chúng ta vào học cho nó đúng giờ các bạn nhá. Đấy thôi thầy ạ. <laughs> chụp dìm thầy đi thì, thì chụp thôi, chụp dìm thầy làm gì nữa. Hôm nay thì thầy có vẻ là người nó xanh lè các bạn. Các bạn thấy không? Đấy. Đấy, nhìn thầy bởi ngoài nhìn đẹp trai lắm các bạn tức là lúc nào mà các bạn gặp thầy ngoài rất là đẹp trai nhưng mà ở đây thì không hiểu sao cái ánh sáng nó hơi bị xanh xanh như kiểu là mình bị covid ý. đấy kiểu kiểu đấy bị xanh xanh đó được chưa rồi chúng ta vào về luôn các bạn nhé hôm nay chúng ta sẽ chữa tầm 50 câu cơ số lượng câu của chúng ta cũng rất là nhiều nên mọi người phải tập trung nhé câu số 1 hình đa diện đều có tất cả các mặt là ngũ giác đúng không? ngũ là gì các bạn ngũ là năm đúng không giác đa giác tức là các mặt của chúng ta là một đa giác mà cũng có 5 cạnh đó, được chưa? Thì uh, tất cả các cạnh của nó là gì? Nói chung là hình đa diện này này. Nó tổng cộng là bao nhiêu cạnh? Đây là một câu lý thuyết thôi đúng không? Câu này thầy nghĩ rằng là, mọi người nên dở sách ra khoa ra thì chúng ta thấy luôn. Đó là hình có 12 mặt đều đúng không các bạn? Đúng chưa? Có bao nhiêu cạnh nhỉ? Bao nhiêu cạnh các bạn? Có 30 cạnh đúng không? 20 mặt đấy. Hình này là hình 12 mặt đều, các bạn nhớ nhá, hình ngũ giác này. Tất cả các mặt của chúng ta là một ngũ giác thì người ta gọi hình này gọi là hình 12 mặt đều. Đúng không ạ? Đó. Được chưa các bạn? Thì chúng ta chọn là gì? Đáp án D. Chúng ta có tổng cộng là 30 cạnh nhá. Đó. Tiếp tục câu số 2. Khối trụ tròn xoay có diện tích đáy là B và đường cao là H thể tích trụ là Đó, đáp án nào các bạn? Bạn nào có đáp án chưa? Mình comment xuống dưới cho thầy nó xôm các bạn nhá. Nào, comment đáp án xuống dưới câu 2 cho thầy xem nào. Khối trụ đúng không ạ? Trụ thì nó có thể tích là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao đúng không? Không có 1/3 thì đáp án là gì? C thôi. Đó, được chưa? có à, tập xác định của hàm số này là hàm số này thì chúng ta có điều kiện xác định của chúng ta là gồm có hai cái. Một là x trừ 2 tất cả mũ trừ 4, đây là hàm số lũy thừa đúng không? Lũy thừa mà số mũ nguyên âm thì nó thuộc loại 2. Đó thì mình phải cho cơ số khác không đúng không ạ? x trừ 2 khác không. Được không? Đây là hàm số lũy thừa nhá. Số mũ là nguyên âm. Mà nguyên âm thì nó thuộc loại 2. Đúng chưa? Đó, thì rõ ràng là chúng ta phải cho cơ số khác không. Đó, đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là loga cơ số 4 của x 1 thì điều kiện x 1 của chúng ta phải dương thôi. Tương đương với các bạn nhầm nhanh là chúng ta có x lớn 1 và x nó sum các bạn, x khác 2 này. x lớn 1 với x khác 2 thì chúng ta chọn đáp án gì các bạn? Đáp án C luôn. Đúng không? Từ 1 đến 2 hợp với từ 2 thì dương vô cùng đấy. Chuẩn chưa? Câu 4. Đồ thị này là của hàm số nào? các bài toán về nhận diện đồ thị hàm bậc 1 trên 1 thì chúng ta đọc giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ trước. Đúng không vị? Ví dụ thằng này các bạn nhìn thấy lù lù đấy chưa? Đấy, chắc chắn là bậc nhất là mới nhất rồi. Nhưng cái vấn đề chính là các bạn nhìn thấy thằng này này. Đúng không? Thường là chúng ta nhìn vào giao điểm của đồ thị đấy với các trục tọa độ. Và trong bài này nó sẽ đi qua gốc tọa độ có nghĩa là nếu như các bạn cho x bằng 0 vào thì chúng ta sẽ thay vào thì các bạn tìm y của mấy các bạn y bằng 0. Trong bốn đáp án này, thay x bằng 0 và y bằng 0 thì nó chỉ có một đáp án duy nhất là đáp án C thôi các bạn thế không ạ? Một nốt nhạc là rằng ngay Được chưa? Nói chung là nó cũng là kỹ năng đấy các bạn chứ không phải là chuyện đùa đâu đúng không ạ? Có nhiều bạn ngồi loay hoay tính đạo hàm, nhiều bạn ngồi loay hoay tìm tiệm cận. Nhưng đối với những bạn mà chúng ta có kỹ năng thì rõ ràng có cần phải cái đấy đâu. Nhìn mỗi giao điểm của đồ thị với các trục tọa độ là chúng ta sẽ đọc ra nhanh nhất. Đúng chưa? Kỹ năng cả đấy. Đúng chưa? Câu 5, mặt cầu có diện tích tìm bán kính đúng không? S mặt cầu thì chúng ta có công thức đó là bằng 4 PR r bình hiện tại đang bằng 8 pi a bình trên 3. Đó, vậy chúng ta sẽ suy ra r bình của chúng ta bằng mấy các bạn? R bình bằng mấy các bạn nhỉ? À, diện tích của một mặt cầu thì là bằng 4 pr r bình. Để bài đang yêu cầu là bằng 8 pi a bình trên 3 thì chắc chắn là các bạn sẽ suy ra rằng là r bình bằng mấy các bạn? 4, 3, 12 này đúng không? 12 này. Đúng không? Ờ à, 8 pi a bình trên 12 đúng không ạ? bỏ pi đi, tức là chúng ta sẽ có là bằng 8. 8/12 đúng không ạ? À a bình luôn. Sau đó các bạn rút đi chúng ta có r bình là bằng mấy các bạn 8 chia 12 mình chia cho 4 đi nó là bằng 2/3, 2a bình trên 3. Đó, và chắc chắn là chúng ta căn ra thì r của thầy sẽ là bằng a căn 2 trên căn 3. Đúng không ạ? a căn 2 trên căn 3 thì các bạn trục căn thức thì chúng ta có bằng a căn 6 trên 3 đáp án a. Nhớ chưa? nếu như đề bài này mà hỏi thể tích thì các bạn chơi luôn diện tích có rồi vậy thể tích thì nếu như đề bài hỏi ấy, thì bằng gì có đúng bằng 4 phần 3 PR mũ đó đơn giản không ạ nhớ nhá tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 6 hàm số nào sau đây có đồ thị nhìn bên Đáp án nào đây cái bài toán đọc đồ thị của hàm số phân thức đúng không ạ hoặc là đồ thị hàm số đa thức thì chúng ta nhìn vào nét cuối cùng trước hàm này là nét cuối cùng nó đi lên chứng tỏ hệ số a của thầy mang dấu dương đó đúng không thằng này loại này thằng này cũng loại này đó thì bây giờ chúng ta chọn đáp án nào các bạn đáp án a bởi vì rõ ràng đồ thị này là đồ thị của bậc 3 trong khi đó đáp án d là bậc 4 trùng phương thì cũng sai luôn đúng chưa đó, 6A nhé Câu 7 Cho biết, có bảng biến thiên như sau Hỏi hàm số đồng biến lý khoản nào sau đây đúng không? Đồng biến thì rõ ràng chúng ta nhìn vào đâu Nhìn vào dấu dương của đạo hàm thôi Đúng không hàm của chúng ta mang dấu dương trên khoảng từ 0 đến 1 này này. Đấy, thì nó đồng biến trên khoảng từ 0 đến 1 luôn, chúng ta chọn đáp án B. Được chưa? Ok nhá, các bạn phải comment thật nhanh vào các bạn ơi, bởi vì đây là thầy đang rèn cho các bạn về kỹ năng làm trắc nghiệm đấy. Làm đúng thôi thì cũng chết. Làm nhanh. nó thì vì thế là mọi người phải tập trung vào đúng không ạ? Câu 8. Comment nhá. Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hỏi hàm số đồng biến khoảng nào? Tương tự thôi cho bảng biến thiên thì chúng ta chỉ cần nhìn vào đâu nhìn vào dấu của đạo hàm đúng không ạ bảo đồng biến thì đạo hàm nó phải mang dấu dương thì đồng biến trên hai khoảng là trừ một đến không và gì các bạn từ một đến dương cùng đấy thì chúng ta chọn nó là gì đáp án d thôi Đó, đơn giản chưa câu 9 chào hậu nguyễn nhá bây giờ mình gặp hậu nguyễn đấy, đúng không tất cả giá trị của m để hàm số đồng biến với khoảng e đến dương vô cùng, cùng cái bài toán là bài toán về đặt phụ đúng không ạ? Cái dạng toán rất là quen thuộc các bạn nhé. Cực kỳ quen luôn. Đó đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta đặt phụ thôi. Bước 1 là các bạn chỉ cần đặt này. Đặt len x bằng t. Đúng không ạ? Đặt len x bằng t thì chúng ta không có điều kiện của của t đâu các bạn nhé. Đừng có đặt điều kiện t lớn không là sai đấy. Đúng chưa? Len x bằng t thì làm sao? Là làm sao? Khi x của chúng ta đúng không ạ? Khi nó đang thuộc khoảng từ đầu các bạn e đến dương vô cùng thì các bạn sẽ suy ra t của thầy nó thuộc khoảng gì các bạn lên e bằng mấy lên e bằng một đúng không ạ lên càng lớn thì nó lại càng càng lớn tóm lại là từ một đến dương vô cùng. Đó, tuy nhiên cái dạng này thì thầy đã dạy cho các bạn rồi đó là chúng ta phải tìm ra mối quan hệ và mối quan hệ trong bài này là gì là đồng biến được chưa tức là làm sao tức là khi x tăng thì t tăng được gọi là đồng biến đúng ạ? Điều đấy dẫn đến cái bước thứ hai đó là cái hàm số này nó sẽ trở về một hàm số mới đó là hàm số t trừ m tất cả trên mt trừ 4 đúng không ạ? mt trừ 4 đúng không ạ? Cũng là đồng biến. Đó, đồng biến đề bài hỏi đồng biến thì chúng ta giữ nguyên đề bài. Đồng biến chứ khoảng nào? Chứ khoảng từ 1 đến đến dương vô cùng. Đúng không? Đây là bài toán rất đơn giản vì thế là chúng ta sẽ có hai điều kiện nhé. Đầu tiên các bạn sẽ làm sao? Chúng ta tính y phẩy ra đúng không ạ? Ở y phẩy của thầy sẽ là bằng AD tích chéo chính trừ chéo phụ thì thấy tính xương xương nó là bằng trừ 4. Đúng không? Cộng m bình. Tất cả trên cho MT trừ 4 bình phương. Đó. để nó đồng biến thì nó đang đạo hàm phải gì? Phải dương. Đồng biến trên khoảng nào? Một đến dương vô cùng thì đạo hàm của chúng ta phải mang dấu dương với mọi T thuộc khoảng từ 1 đến dương vô cùng đấy. Đó, ok không ạ? Nếu như bạn nào hiện tại mà chúng ta còn lăn tăn đối với những bài này thì các bạn xem xét lại nhé vậy nó có hai điều kiện các bạn ạ điều kiện thứ nhất là điều kiện của đạo hàm thì hiển nhiên cái thằng tử này nó phải lớn không đúng không ạ trừ bốn cộng m bình lớn không tức là m bình trừ bốn lớn không cũng được đúng chưa và có một điều kiện thứ hai đó là các bạn biết là gì không ạ điều kiện thứ hai điều kiện quan trọng quan trọng nhất các bạn biết điều kiện thứ hai là gì không đó là điều kiện của tính liên tục đúng không ạ với điều kiện xác định của chúng ta là mt trừ bốn khác không tức là t của chúng ta phải khác gì các bạn 4 trên m Đúng chưa? Thì chúng ta phải cho 4 trên m nó sẽ không được lọt vào đâu 1 đến dương vô cùng Đó Đúng không ạ? Tức là không thuộc ấy Cái này thì thầy đã giảng cho các bạn rất là nhiều rồi Nên chúng ta chỉ làm thôi nhá M bình lớn 4 thì m của chúng ta nó lớn 2 Hoặc là m sẽ bén trừ 2 đúng không? Đó. 4 trên m Không thuộc thì 4 trên m sẽ bén bằng 1 Đúng không? 4 trên m sẽ bén bằng 1 được chưa các bạn hiểu không sau đó các bạn uh, tương đương tiếp thôi cái này là m sẽ lớn hai này hoặc là m sẽ bé trừ hai các bạn để nguyên cái này mình chuyển về đổi dấu quy đồng lên thì chúng ta sẽ có là 4 trừ m trên m bốn trừ m trên m nó sẽ bén bằng không đúng chưa đó thầy sẽ chốt lại lại đáp án bên này cho các bạn dễ nhìn nhá tương đương nào đầu tiên ở trên thì nó vẫn giữ nguyên là m sẽ lớn 2 hoặc là m sẽ bé trừ hai này đúng chưa ở dưới thì làm sao ở dưới thì các bạn để ý rằng là đây là một thương đúng không ạ xét dấu thương thì giống giống như xét dấu chia vậy đúng không ạ hay nói chính xác hơn về tích nó cũng thế các bạn chỉ cần nhầm ra là có hai nghiệm là không và bốn hệ xóa âm thì trong trái đúng không ạ trong trái ngoài cùng tức là chúng ta sẽ có khoai khoảng đúng không ạ bốn và không thì mơ của thầy sẽ lớn bốn hoặc là mờ sẽ bén không đó các bạn để ý kỹ nhá chúng ta có hai nghiệm là bốn và không này hệ số a nếu như các bạn nhân vào thì nó là âm vì thế cho nên rằng là, là, trong trái ngoài cùng đúng không ạ đúng chưa ngoài khoảng hai nghiệm nó bị âm được Đó. tuy nhiên là đây có chỗ bằng thì suy ra là nó có bằng ở tại 4 không thể bằng ở tại không đúng không thì kết hợp với kết hợp với bây giờ chúng ta kết hợp điều, điều kiện nào thì chúng ta sẽ suy ra gì đây một m lớn 4 và m lớn hơn hai thì chúng ta lấy m lớn bằng 4 m bén không và m bén trừ hai chúng ta sẽ có m bén chứ các bạn bên trừ 2 Thế đáp án chuẩn nhất trong bài này sẽ là đáp án gì các bạn? Đáp án B Được chưa các bạn? Ok nhé, đó là chính xác là đáp án, đáp án B Thấy chốt đáp án đây cho các bạn nhé, perfect đúng không? Tiếp tục câu số 10 Cho cho ABC cạnh bên vuông góc phải đáy SA vuông góc đấy thì thằng SA này là chiều cao thôi Thằng này H này các bạn thích các bạn viết là H đây H bằng A Tam giác ABC vuông cân tại A Đúng không? vuông cân tại A thì có thằng AB bằng 2A thì chắc chắn thằng AC cũng bằng 2A. Đấy, tìm theo A thể tích của khối chóp. Bài này thì thầy nghĩ là mình đừng nên vẽ hình đúng không ạ? Bởi vì chúng ta có sẵn công thức và các bạn chỉ cần ốp công thức vào là ra ngay. Đó, đúng không ạ? Vậy thầy chỉ cần nhớ rằng là V của S chấm ABC nó là làm sao? Có 1 phần 3 là chắc chắn ạ. Diện tích đáy là diện tích tam giác ABC đúng không? Nhân chiều cao là nhân thằng nào? Là nhân thằng SA. Đó, và tam giác này tam giác vuông cân thôi thì chúng ta có bằng 1/2 tích của hai cạnh góc vuông. 2a nhân 2a Thì có 4a bình. Diện tích tam giác vuông ạ. À? Nhân chiều cao là nhân với a đây. Thì rõ ràng chúng ta sẽ có bằng mấy các bạn? 2a mũ 3 tất cả trên 3. Đúng chưa các bạn? Đáp án D. Đó, rút gọn 2 đi nhá. Đáp án gì? Đáp án D nhá. Tiếp tục câu 11. 11. Lăng trụ đứng đúng không? Lăng trụ đứng là gì? Tất cả cạnh bên là chiều cao đúng có đáy là hình thôi. À, a phẩy này, A phẩy các bạn nhớ A phẩy là một trong những chiều cao của nó nhé. Bởi vì chúng ta có bốn cạnh bên và ví dụ A phẩy là cạnh bên này đúng không B phẩy, C, C phẩy và D, D phẩy là tất cả những thằng đấy đều là cạnh bên và cho A phẩy này các bạn khẳng định thằng này là chiều cao luôn, tức là h bằng bốn a. đó để chờ. Có cạnh AC rồi, có cạnh BD rồi và đáy là hình thôi thế thì AC và BD nó đóng vai trò là gì các bạn biết không? đây vẽ nhát rồi các bạn này A này đúng không ạ B này CD này Đó. tức là cho cạnh AC thì nó là đường chéo đúng không ạ và BD cũng là đường chéo trong hình thoi thì hai đường chéo luôn luôn vuông góc với nhau tìm thể tích lăng trụ thì chúng ta có cần về nhau không? không đúng không ạ về thể tích lăng trụ thì các bạn nhớ nhỉ lăng trụ nhé nó chỉ có diện tích đáy đúng không ạ nhân chiều cao Đã được thôi đó, mà diện tích đáy là diện tích của hình thoi Các bạn có nhớ công thức không? Là bằng sao? Bạn đã biết không? Là bằng 1 phần 2 đúng không ạ? Tích hai đường chéo AC nhân BD các bạn nhầm luôn này hai thằng này nhân với nhau thì chúng ta có 2A bình Đúng không? Là diện tích hình thoi đây Có 1 phần 2 tích của hai đường chéo AC nhân BD Và nhân với chiều cao là nhân với 4A Thì thầy có luôn là bằng 4A mũ 3 Đúng không ạ? Đáp án gì các bạn? Đáp án D đó, mọi người thấy thầy chữa như thế có nhanh không các bạn? Có kịp không các bạn? Ok nhá, 11D đúng rồi. Câu 12. hai, gọi LHR lần lượt đường sinh, chiều cao và bán kính đáy của một hình nón. Diện tích toàn phần của nó là chắc chắn 100% hỏi công thức rồi đúng không ạ? bạn? Để toàn phần thì các bạn chỉ cần nhớ này này. Trong trường mình quên nhá. Cho dù là mình quên đi. Thì mình chỉ cần nhớ diện tích toàn phần đó là diện tích toàn bộ của hình nón nó bao gồm có diện tích xung quanh cộng với diện tích của một đáy bởi vì nó có một có mỗi một đáy thôi đúng không ạ diện tích xung quanh là bằng pi rl đó được chưa còn diện tích của một đáy là diện tích của một hình tròn tức là bằng pi r bình đơn giản không đơn giản chưa các bạn thì chúng ta chọn đáp án nào đây pi rl cộng với pi r bình đúng không ạ thì chúng ta chọn đáp án nào l mà đáp án gì đáp án a đó, 12 phải là A chứ Đúng không? L là 1, H là 2, R là 3 Lần lượt đường sinh này Chiều cao này Bán kinh đáy của một hình nón Được chưa? Đó, 13 13 Cho hàm số FX liên tục trên R hiệu với phần tử là trừ 1 có bảng mình thiên như sau Và mệnh đề nào sai Đúng không? Chọn đáp án sai cơ các bạn Đáp nào đây? nhanh hơn đi ạ à. nói chung là thầy nghĩ là thế này là vừa rồi đúng không để cho mọi người còn học nữa chứ đúng không mình biết là mình nhanh rồi nhưng mà thầy nghĩ là tốc độ này là vừa phải không nhanh quá cũng không chậm quá là được nhá để cho tất cả các bạn chúng ta còn học nữa mà đúng không mười ba nào à, sai đúng không fx có hai đường tiệm ngang hai đường tiệm ngang là sai luôn này sai luôn từ đáp bạn a bởi vì thầy đã dạy cho mọi người đó là cách để chúng ta tìm đường tiệm ngang đó chính là chúng ta nhìn vào hai đầu mút của x vậy X tiến tới dương vô cùng X tiến tới vô cùng đúng không? Mình sóng xuống dưới Y ấy. Đó. Hay là chính xác các bạn quan sát Một từ duy nhất là từ gì? Là từ ngược đúng không? Tiệm cận ngang là các bạn quan sát cho X tiến tới cộng trừ vô cùng Mà các bạn gióng xuống dưới Nếu Y nó là một con số cụ thể Thì chính con số đấy là đường tiện ngang Đúng không? Vì thế các bạn nhìn thấy thằng này không? X tiến tới âm vô cùng Mà các bạn gióng xuống dưới thì Y của chúng ta là bằng hai. Đó thì chứng tỏ hai là đường tiệm nga còn thằng này thì không đúng không ạ hiểu chưa thì chúng ta chọn đáp án gì đáp án a là sai được chưa tức là nó chỉ có duy nhất một tiệm ngân nga đó là đường thẳng y bằng hai thôi đó được chưa tiếp tục câu 14 chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đúng nhỉ đúng 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 đáp án nào đây các bạn hình có đáy là hình bình hành thì có mặt cầu ngoại tiếp hình đáy là tứ giác thì có mặt cầu ngoại tiếp Hình có đáy là hình thang thì có mặt cầu ngoại tiếp. Hình có đáy là hình thang cân thì có mặt cầu ngoại tiếp. Đúng nhé. Đúng, đúng. Đáp án nào các bạn nhỉ? Bạn nào cho thầy đáp án không ạ? À, tất cả những cái hình đa diện mà có uh, mặt cầu ngoại tiếp thì nó có một điều kiện này. Hình đa diện hôm trước thì thầy dạy các bạn lý thuyết này rồi. Đúng không ạ? Mà muốn có mặt cầu ngoại tiếp. Đó, được chưa? Thì chúng ta có điều kiện là gì các bạn? Thì phải làm gì? Thì cái đa giác đáy ấy, đúng không ạ? Thì đáy của chúng ta là phải gì các bạn? Có đường tròn nội tiếp. Được chưa? Thì tồn tại đáy của chúng ta là phải gì các bạn? Phải có một cái đường tròn thấy với tắt. Đúng không ạ? Ngoại tiếp được nó. Đó, được chưa? Thì trong cái bốn thằng đáy này hình bình hành là một này, hình tứ giác là hai này, hình thang là ba này, hình thang cân là bốn này. Đúng chưa? Thì trong tất cả những hình này thì hình nào có thể có được cái đường tròn ngoại tiếp các bạn nhỉ? chỉ là gì các bạn đáp án d thôi đúng hình thang cân là hình có có đường tròn ngoại tiếp được chưa mà có đường tròn ngoại tiếp thì hình đa diện của nó sẽ có mặt cầu ngoại tiếp đó hiểu vấn đề không ạ thì bạn đúng của chúng ta sẽ là bạn d nhé hiểu chưa hiểu chưa các bạn có hiểu không đó các bạn nhớ nhá Mình tiếp tục chúng ta chuyển sang 15 a và b là hai số thực dương tùy lốc của a nhân b mũ ba bằng gì thì các bạn tách ra thôi đúng không? Lốc có nghĩa là cơ số 10 thì các bạn tách thành lốc của gì các bạn? Lốc của a. Số nhân thì mình tách thành cộng. Cộng với lốc của gì các bạn? Lốc của b mũ 3. Đó, thì bằng lốc a này. Để nguyên này. Lốc b mũ 3 thì chúng ta trượt số 3 này xuống dưới này đúng không ạ? Thì cộng với gì các bạn? 3 lốc b. Rất đơn giản đáp án gì? Đáp án C. Đúng không? 16. Tập xác định của hàm số này là Hàm số này là hàm số gì? Hàm số này là hàm số lũy thừa. Đúng không? lũy thừa mà đối với hàm số lũy thừa thì mọi người chú ý rằng là nó sẽ có ba loại loại một loại hai và loại ba đúng chưa và tùy từng loại như thế này thì nó có các điều kiện khác nhau và mọi người chỉ cần nhớ rằng là muốn tìm tập xác định thì các bạn phải quan sát vào số mũ của nó ví dụ bài này là gì là mũ hai mũ hai là gì là số nguyên dương số mũ của chúng ta là thuộc loại gì gọi là nguyên dương đúng không thì tập xác định là gì nó là r chúng ta chọn đáp án đáp án a đó. Hiểu không? Hiểu chưa các bạn? Sao nhiều bạn chọn B là sao nhỉ? B là sai rồi các bạn ạ. À? B là sai rồi các bạn nhá. Còn loại thứ hai là số mũ là cái gì các bạn? Số mũ là gì? Mũ nguyên âm hoặc bằng 0. Đúng không ạ? Thì các bạn phải cho cơ số khác không. Và loại số 3 là số mũ của chúng ta số không đẹp. Đúng không? Thì mình cho cơ số lớn không. Vì thế câu A, câu 16 phải đáp án A nhá Còn nếu như bạn đã chọn B thì xin chia buồn với các bạn rồi đấy. Đúng không? Tiếp tục 17. Hình đa diện trong hình vẽ bên có bao nhiêu mặt? Đúng không? Bao nhiêu mặt thì các bạn đếm thôi. Chúng ta có bao nhiêu mặt nhỉ? Mặt nhỉ? Bao nhiêu mặt các bạn nhỉ? À, chúng ta có mấy mặt nhỉ? bốn mặt bên này đúng không ạ? Đó. À, Được chưa? À? Rồi chúng ta có mấy mặt nữa nhỉ? 1, 2, 3 nữa. 4 nữa. Là 8 mặt rồi đúng không ạ? 8 mặt và còn một mặt ở dưới nữa. Đấy. Mấy mặt? 9 mặt tất cả chúng ta chọn là mặt bên. Hiểu không? À, chúng ta đếm này 1 2 3 4 này ở trên chúng ta có bốn mặt xung quanh của chúng ta có bốn mặt nữa là tám mặt cộng với một mặt ở dưới đít nữa là chín mặt chúng ta chọn đáp bán đáp án B nhé câu 18 đồng biến đúng không ạ đồng biến hàm số này đồng biến thì chúng ta tính đạo hàm thôi và xét dấu thôi y phẩy là bằng trừ uh, x bình đúng không và cộng với mấy các bạn cộng một khi cho bằng không thì hiển nhiên chúng ta có hai nghiệm đó x bằng cộng trừ một rồi và khi các bạn xét dấu thì chúng ta cũng xét luôn và ngay đó là trừ một đây một đây Đúng chưa? Đó, trong trái ngoài cùng, trong khoảng hành nghiệm sẽ trái dấu với hệ số A Hệ số A âm thì trong khoảng hành nghiệm nó sẽ mang dấu dương Ngoài là gì các bạn? Ngoài là cùng Đó Đúng chưa? Trong trái ngoài cùng đồng biến thì trừ 1 đến 1 thôi Trừ 1 đến 1 thì đáp án A này Đó, được chưa? Ok nhá Tiếp tục 19 nào Chúng ta phải comment đáp án xuống dưới cho thầy nhá Bởi vì sau khi live stream xong thì các bạn mới biết là mình được là bao nhiêu điểm cho đối với cái đề này đúng không? Nên mọi người phải comment nhanh nhá Bạn nào có đáp án thì mình cứ mạnh dạn lên Đúng không? Cho A và B là các số thực dương và trong đó A khác một Khi đó A mũ lốc A của B thì bằng mấy các bạn? Bằng này là công thức rồi đúng không? Bằng gì? Bằng gì? Bằng B Đó Được chưa? 19 là đáp án A đúng rồi Nhưng mà các bạn lưu ý kỹ thầy một điều này Riêng thằng này nó sẽ có hai cái điều lưu ý Lưu ý thứ nhất đó là cái công thức này Đó là gì? A mũ loga cơ số A của B thì bằng B. Tức là đây là một công thức mà nó kết hợp của cả mũ có cả loga Nhưng cơ số của nó giống nhau đúng không? Cơ số dưới này này bằng cơ số trên này này. Thì nó sẽ tiệt tiêu cho nhau hết. Nó chỉ còn thằng B thôi. Các bạn nhớ chưa? Nhưng có một thằng nữa đó là A mũ loga cơ số B của C. Đúng không? Công thức này gặp rất là nhiều này. Đặc biệt là trong đề minh họa của bộ năm 2021 chúng ta gặp cực kỳ nhiều luôn. Đó là gì? a mũ loga cơ số b của c thì các bạn có quyền các bạn chuyển c xuống, chuyển a lên, tức là bằng c mũ loga b của a. Đó, thì mọi người lưu ý cho thầy hai công thức này. Đúng không? Đó, nhớ chưa? Câu 20 tính đạo hàm đúng không ạ? Đạo hàm. À, đạo hàm của em đúng không? Thì mình có em u tất cả phẩy thì bằng em u thôi. Đúng không? Nhưng em u tất cả phẩy thì bằng gì các bạn? Bằng u' phẩy nhân em u. Đúng không? Thì trong bài này thế thôi, khi mà các bạn dùng công thức này thì chúng ta có u phẩy, u phẩy là thằng này này. 2x 3 tất cả phẩy bằng 2. Đúng không ạ? tóm là f phẩy bằng 2 nhận e mũ 2 3. Đúng chưa? Đáp án gì các bạn nhỉ? 2 3 đâu? 2 nhân e mũ 2 3 thì đáp án chuẩn sẽ là đáp án A. Đó, được chưa? Câu 21. Cho tam giác đều cạnh bằng 3. Nội tiếp trong một đường tròn tâm mô. Đó, để cho các bạn thì các bạn suy ra điều gì các bạn biết không? Nội tiếp trong một đường tròn tâm mô thì bản chất là cái đường tròn này nó ngoại tiếp tam giác thôi. Có vấn đề gì đâu. Nhớ là tam giác ABC này có cạnh bằng 3. Thì cạnh AO này này. Đúng không ạ? O được gọi là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác cũng là trọng tâm của tam giác. Thì các bạn nhớ khoảng cách từ AO luôn luôn bằng gì các bạn nhớ không? AO luôn luôn là lấy độ dài một cạnh chia căn 3 có Khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh thằng này gọi là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều đúng không ạ nó là lấy một cạnh chia căn ba các bạn lấy ba chia căn ba thì thằng này bằng căn ba được chưa vậy Ờ à, gì nhỉ thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi cho phần tô đậm phần tô đậm quay xung quanh ad đó đúng không thì thực ra cái này thì các bạn cũng được làm rồi chúng ta thừa hiểu là cái phần tô đậm này này quay xung quanh cạnh AD thì chúng ta sẽ lấy thể tích của toàn bộ gì các bạn? cầu đúng không? cầu đó tức là toàn bộ cái hình tròn này quay xung quanh trục AD thì nó sẽ tạo ra một cái hình cầu đúng không? trừ đi thể tích của gì các bạn? hình nón Ở khi tam giác ABC này quay xung quanh cạnh AD nó tạo ra một hình nón các bạn lấy thể tích cầu trừ đi thể tích nón là nó sẽ ra được cái thể tích phần tố đậm đúng không? Thì lắp vào thôi. câu các bạn có chưa? Có rồi bởi vì có bán kính đây mà AO à, là bán kính thì chúng ta có 4 phần 3 Y nhận R mũ 3 đúng không ạ? R là thằng này này Mũ 3 lên thì các bạn có bằng 3 căn 3 luôn Chứ thể tích nón Nón của chúng ta là bằng 1 phần 3 P R bình R của chúng ta là thằng nào? Đây Thằng này này là R thì bằng 1,5 thôi Đúng không ạ? 1,5 bình Đó, Nhân H là nhân với cạnh gì các bạn? Cạnh AH luôn đúng không? Cạnh AH thì độ dài của nó là đường cao trong một tam giác đều thì lấy một cạnh nhân căn 3 trên 2 đúng không? Cạnh của chúng ta là bằng 3 nhân căn 3 trên 2. Đó, để chưa các bạn? Sau đó thì các bạn lấy máy tính mình bấm thôi. Đáp án gì các bạn? Đáp án gì đây? Các bạn có đáp án chưa? Đó, vậy chúng ta sẽ suy ra các bạn tự lấy máy tính bấm nhé. Có đáp án chưa các bạn? Các bạn comment xuống dưới cho thầy xem đáp án là gì nhỉ? Đó, tự lấy máy tính bấm thôi đúng không? Đáp án gì? Đáp án B đúng không? Đó, tức là bằng 23 căn 3 pi trên 8. Đó, hiểu cách làm chưa? Xong nhá Câu 22 Tập nghiệm của bất phương trình này là Đó, à, Giải bất phương trình loga thì chúng ta làm nha cho nhanh các bạn nhỉ Giải bất phương trình loga thì làm nha cho nhanh đây Cách làm nhanh nhất là chúng ta chuyển nó về hệ bất phương trình Đúng không? Chuyển nó hệ về bất phương trình luôn Trong đó thì gồm có cả bất phương trình và có cả điều kiện luôn Đúng không? Ví dụ thằng này chắc chắn có điều kiện x 1 lớn không thì các bạn nhầm x lớn một luôn đó 5 x lớn không thì chắc chắn x nó sẽ bé 5 Đúng không ạ? Sau đó thì chơi luôn thôi Kiểu gì mà chả đưa về cùng cơ số là cơ số 2 để các bạn giải đúng không ạ? Vì thế các bạn làm như này này hai này các bạn vứt lên trên nhé Chúng ta sẽ có loga cơ số 2 của x chữ 1 bình phương Bé bằng 1 thì bằng loga cơ số 2 của 2 Chúng ta nhập vào đây Thì rõ ràng nó bằng loga cơ số 2 của 2 x 5x chữ 1 Thì nó sẽ bằng 10 chữ đi 2x được chưa các bạn? Tương đương nhé. X lớn 1 bé 5 đúng không ạ? X lớn 1 bé 5 để nguyên. Cái này thì các bạn nhìn thấy cùng cơ số 2 chưa? Mà cơ số 2 là nó lớn 1 rồi nên chúng ta sẽ giữ nguyên dấu tương đương với x trừ 1 bình phương sẽ bé bằng 10 trừ đi 2x. Được chưa? Rồi sau đó thì chúng ta giải thôi. Ở trên thì các bạn giữ nguyên thôi này. Đến đây các bạn nhầm này. Để sẽ dạy các bạn cách nhầm nhé. X bình này. Ok, x bình đây. Trừ 2x. Thằng này trừ 2x là hết đúng không? Hết rồi. Thằng này có chữ hay chưa thằng này có Thằng này 1 thằng này 10 là bằng gì các bạn? Bằng 9. À, x bình bén 9 thì tóm lại x của chúng ta nó thuộc khoảng từ trừ -3 đến 3 có bằng. Đó, các bạn kết hợp điều kiện này và điều kiện này này, chúng ta lấy tập giao. Đúng ạ Thì chúng ta sẽ suy ra là tập hợp cuối cùng x của chúng ta nó thuộc gì các bạn? Lớn mấy? Lớn 1 và bé bằng 3. Đúng không? Lớn 1 và bé bằng 3 thì bạn đúng là bạn B. Được chưa? Tức là chúng ta kết hợp nghiệm ấy. Kết hợp của thằng này này với thằng này này đúng không ạ, chúng ta lấy tập giao, tập giao là khoảng chung của hai khoảng thì đáp án đúng là đáp án B nhé, được chưa? Hai ba, cho hàm số y xác định và liên tục trên R, có đạo hàm sẵn rồi. À, hỏi đồ thị hàm số đã cho có bao điểm cực trị, đúng không ạ? Câu này thì uh, theo tôi nghĩ là đối với việc mà các bạn đi thi thì nó chỉ làm trong vòng ba nốt nhạc thôi, bởi vì trong thâm tâm của mình luôn luôn biết một điều, là gì? số điểm cực trị của mặt hàm số nó đương nhiên là số nghiệm gì các bạn nghiệm của đạo hàm nhưng chúng ta chỉ lấy hai loại một là nghiệm đơn hai là gì các bạn là nghiệm bội lẻ thôi đúng không ạ và tất cả những nghiệm này đều là điểm cực trị của đồ thị hàm số đúng chưa đấy thế thôi thế bây giờ chúng ta làm gì bước một là thường là chúng các bạn giải phương trình f và x bằng không là trước chúng ta có tổng cộng mấy nghiệm các bạn nhầm nhá x mũ ba bằng không tích bằng không này x cộng một tất cả bình bằng không tích bằng trừ một này hai trừ bằng không tích bằng hai này đúng không ạ? Tuy nhiên, đây là mũ 3 nên cái thằng x bằng 0 này người ta gọi là nghiệm bội lẻ này. x 1 tất cả bình đây, các bạn thấy không? Ạ? x cộng 1 tất cả bình thì có nghĩa là số mũ 2 này chứng tỏ là x bằng 1 này người ta gọi là nghiệm kép. Đúng chưa? Và thằng cuối cùng thì nó sẽ là nghiệm đơn. Đúng chưa? Sau khi các bạn tìm tất cả những nghiệm của đạo hàm ra thì mình phân loại nghiệm thì mình loại nghiệm kép đi. Đúng không ạ? Nó chỉ lấy nghiệm bội lẻ và nghiệm đơn thôi thì đáp án đúng loại bạn D. Đó, à, được chưa? Ok chưa? Câu 24. Mệnh đề nào sau đây đúng với mọi số thực dương A và B? Tức là đề bài cho sẵn dương rồi nhé. Thỏa mãn thằng này. quen không các bạn? câu này thì thầy cho chúng ta làm chắc là 1.000 lần rồi đúng không? <laughs> Cái này là một hàng gì? Một hàng thức thôi. Đúng không? Chúng ta có này A bình cộng B bình bằng 8AB. Đó, đề bài nó thế đúng không? Thì chúng ta thấy rằng ở bên này nó đang à, gần như là một hàng thức thì bây giờ chúng ta chỉ cần thêm mất hai vế cho cho hai hai ab đúng cộng tất cả vế trái và vế phải cho hai ab thì chúng ta sẽ được đó là a bình cộng hai ab cộng b bình thì bằng bình mười ab được chưa và thằng này nó là a cộng b tất cả bình nhé tương đương với a cộng b tất cả bình thì bằng gì các bạn bằng gì bằng mười ab đó và có một điều rất hay là tất cả bốn đáp án này đều lấp của a cộng b tức là đối với phương trình này chúng ta có quyền lấp khóa cả hai vế cho cơ số 10 Đúng không ạ? Thì thầy có như sau tương đương luôn. Lốc vế trái bằng lốc vế phải. Đúng không ạ? Lốc vế trái là lốc của A cộng B tất cả bình. Được chưa? Bằng lốc vế phải là lốc của 10AB. Đó, và sau đó thì các bạn tách ra luôn nhé. hai này các bạn trượt xuống dưới này. hai lốc của A cộng B. Thì bằng lốc 10AB thì các bạn tách ra thành bằng lốc 10 là 1. Cộng lốc A, đúng không ạ? Và cộng lốc B. Đó, được chưa? Sau đó các bạn chia đôi ra thì chúng ta có lốc của A cộng B sẽ bằng gì các bạn 1 phần 2 nhân 1 cộng lốc A cộng với lốc B đó được chưa các bạn đáp án gì đây cộng lốc A cộng lốc B là án A này đó đơn giản không con này ôi rồi có bạn này hay đưa 24D à sai rồi 24 là D là sai rồi các bạn 24 phải A chứ à, thầy giật mình các bạn đó, nên mọi người phải cẩn thận nhé mặc dù nó dễ thôi nhưng mà đi thi mà sai câu này thì đúng đích thực là mình phải tự nhận nhé mình phải tự nhận đi là sai ngu thật đấy Đúng không? Những câu này là câu cho điểm mà nếu như sai thì các bạn nên tự nhận là sẽ ngu luôn nhá. Đó. có một bạn comment D thấy giật mình, giật mình bất thình lình các bạn. <laughs> Được chưa? Tiếp tục là câu 25. Tam giác ABC vuông tại B. Có cạnh AB rồi. Có cạnh BC rồi. Thì rõ ràng khi mà vuông tại B thì hai thằng này đóng vai tròn hai cạnh góc vuông. Đúng không? Quay tam giác đó xung quanh đường AB một góc 360 độ. Tóm lại quay đủ một vòng Ta được một khối tròn xoay Và chắc chắn đó là khối nón Tìm thể tích khối nón đó Đúng không? Và riêng đối với bài này Có một kinh nghiệm cho thấy rằng là Các bạn có thích vẽ hình hay không thì tùy Tuy nhiên Khi quay hình tam giác xung quanh thằng nào Thằng đấy nó đóng vai trò là và Các bạn bắt buộc phải vẽ như thế này Đúng không? AB vuông tại B đây Đây A đây B đây Đó thì các bạn nối thằng C đây được chưa bắt buộc phải vẽ như thế này để chúng ta sẽ quay xung quanh quanh cạnh AB thì nó sẽ tạo ra hình nón như thế này đó đúng không thì cạnh AB này bằng 3 này BC bằng A này và BC bằng A này nó vai trò là bán kính này đúng không thằng này là chiều cao này được chưa đó, tưởng tượng như các bạn nhé cố gắng tưởng tượng một chút thì mình suy ra thể tích nón sẽ bằng 1 phần 3 diện tích đáy là pi r bình nhân h bằng 1 phần 3 pi r là cạnh bc các bạn nhé đó đúng không ạ Thì bình phương lên thì A bình Và nhân với H là nhân với 3 Chúng ta sẽ có bằng pi A mũ 3 luôn Đúng không ạ đáp án A Được chưa Câu 26 Cho hình chóp S, A, B, C Đấy là tan hắc đều cạnh bằng 3A Đó S, A vuông góc với đáy Cạnh S, A bằng 2A Đúng chưa Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là Câu này thì thầy nghĩ là nó làm trong vòng đúng tầm 10 giây thôi Phải là ngay thầy khuyên thật là các bạn không vẽ hình bài này, đó, đỉnh của cho bằng làm đề mới biết rồi các bạn ạ. À. Bây giờ ăn nhau chỗ làm đề thôi, còn học giỏi mà chỉ nói mồm thôi thì cũng ăn thua. Có thể ông học giỏi nhưng đến lúc mà làm đề nó là cần một kỹ năng rất là, là, là cao, đúng chưa? Nhưng ông ngồi lai hoay ông vẽ hình ông tưởng tượng tìm tâm tóm lại thì mất rất nhiều thời gian. Trong khi đó những đối thủ của mình nó chỉ làm trong vòng 10 giây thôi. Và tại sao lại làm được như thế này? Bởi vì chúng ta đều có công thức, đúng không? công thức thầy thuận dạy các bạn ăn hết đúng cân hết tất cả mọi vấn đề đúng cân cả đất xung quanh luôn đúng chưa bạn nào nhớ công thức không r bằng gì đây là dạng mấy các bạn đây là dạng mấy dạng mấy thầy dạy các bạn nhỉ dạng hai đó đúng không ạ dạng hai đó là dạng mà hình chóp của chúng ta có một cạnh bên này thằng a này là vuông góc với đáy thì r của chúng ta luôn luôn bằng căn bậc hai của r đáy bình đúng không ạ cộng với h bình trên bốn công thức này rất là dễ nhớ nhé. Ai cũng nhớ được mà có vấn đề gì đâu. Nhưng mà mọi người phải học cái này nhé. Thầy dạy các bạn rồi. Giờ đáy là gì? Giờ đáy là bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy. Và đáy của chúng ta là một tam giác đều có cạnh bằng 3A. Thì giờ đáy của chúng ta thì các bạn lấy độ dài một cạnh chia căn 3, tức là các bạn lấy 3A này này chia căn 3. Đường tròn bán kính đường tròn ngoại tiếp một tam giác đều. Bản chất nó là khoảng cách từ trọng tâm đến đỉnh. Đúng không ạ? Nó là một cạnh chia căn 3. Tất cả bình phương. Cộng H bình là thằng này bình này. này. 2 a tất cả bình là bằng 4 a bình trên 4 đúng không ạ nếu bạn nó nhầm đỉnh cao thì chúng ta có thằng này 3 a bình cộng với a bình 4 a bình căn ra thì bằng 2 a và d đó để cho các bạn ở dạng một sao vậy thầy các bạn vui lòng các bạn xem lại nhé bởi vì thầy đã dạy cho bạn tổng cộng bốn dạng mà thực ra nó đúng ra nó chỉ có ba dạng thôi còn dạng thứ tư thì bữa nào mới học <laughs> đúng không ạ nó cân hết các bạn nha ngồi vẽ hình làm gì mất thời gian bên này có dạng chung rồi đây đây là đây này đây mới là đúng là đối thủ này nhớ công thức này làm luôn đúng không? đương nhiên là để nhớ công thức này thì thầy đã giảng giải cho các bạn là tại sao có công thức đấy chứng minh rồi đúng không đưa ra ví dụ cho các bạn rồi đó làm nhiều thành quen mà nhé nào 27 hình lập phương à lập phương có diện tích tam giác ACD phẩy bằng a bình căn 3 tìm thể tích khối lập phương đấy ACD phẩy à đó, ok thử thử xem cái hình vẽ nó như thế nào các bạn nhé đó, bạn đã không vẽ hình làm bài này không? Đó, đúng chưa các bạn? Vẽ một cái phát họa thôi. Giả sử đây là A, B, C, D đi. A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy đây. Đúng không? Hình là phương thì đương nhiên các bạn có thể gọi bằng x đi. Diện tích của tam giác AC AC này. D phẩy, à, đó, D phẩy đây. Đó bằng a bình căn 3 kinh nhỏ Quá kinh còn gì nữa nhà yeah. Hơi bị kinh luôn. Thế thì làm nhào đây. Bài này thì chúng ta sẽ dùng cho thầy một chút về tư duy đầu tiên là các bạn chưa biết rằng là hình lập phương này chưa biết cạnh chúng ta có quyền đặt x là cạnh của hình lập phương. Đúng không? X là cạnh lập phương thì các bạn suy ra cái cạnh AC này này. Cạnh CD này này đúng không ạ? Và cạnh AD' phải này này, CD'. Phải. Tất cả ba cạnh này này đều bằng nhau. Bởi vì nó đều là đường chéo của hình hình vuông có công thức là lấy một cạnh nhân căn 2. Đó, đúng chưa? Một cạnh nhân căn 2 thôi. Và đề bài yêu cầu tìm diện tích tam giác ACD phẩy này, này, diện tích tam giác này thì bản chất nó cũng là diện tích tam giác đều. Đúng chưa mọi người? có a bình căn 3 thì chắc chắn là chúng ta áp công thức vào thì các bạn sẽ tìm được x. Vậy, diện tích của cái tam giác ACD phẩy ACD phẩy đúng không ạ? bằng a bình căn 3. Có nghĩa là gì? Diện tích tam giác này là ta nói đều nhá có một cạnh bằng x căn 2 thì chúng ta có công thức là độ dài một cạnh bình phương nhân căn 3 trên 4 đó thì bằng a bình căn 3 đúng không ạ các bạn tương đương nhá cạnh đây là cạnh bằng x căn 2 này bình lên thì thầy có bằng 2x bình nhỉ nhân căn 3 trên 4 bằng a bình căn 3 vậy các bạn sẽ tìm cho thầy x bằng bao nhiêu nào x bình bao nhiêu các bạn x bình bao nhiêu nhỉ à, x bình bằng 2 đúng không x bình bằng 2 đó, 2A bình Tóm lại là x của chúng ta là bằng A căn 2 Đúng chưa các bạn? X là bằng A căn 2 X bằng A căn 2 thì có nghĩa là đó là độ dài của một hình lập phương Nhá, cạnh của hình lập phương Vậy yêu cầu tìm thể tích Thể tích của lập phương bây giờ nó sẽ là bằng gì các bạn? Lấy độ dài một cạnh đúng không? Cạnh của chúng ta x nhá, x mũ 3 Tóm lại chúng ta lấy thằng này mũ 3 lên thì thấy có là bằng 2 căn 2 Thằng mũ 3 Đúng không ạ? Đáp án, đáp án B Đó, được chưa các bạn? Tiếp tục nhá, câu 28. Giải bất phương trình, đó bất phương trình này này. Bất phương trình loga đúng không? Được tập nghiệm được khoảng từ A đến B. Hãy tìm tổng của A cộng B bằng bao nhiêu? Đó, được chưa? Thực ra thì thầy đã dạy các bạn rất là nhiều rồi. Thường là giải bất phương trình loga thì chúng ta chuyển nó về một gì? Một hệ phương trình luôn. Trong đó thì gồm có cả điều kiện và có cả cả tư duy luôn đúng không? Thứ nhất là 3x 2 lớn không này thì x nó lớn hơn mấy? 3x 2 lớn 0 thì x có phải là lớn hơn 2 phần 3 không? À, 6 trừ 5 x lớn 0 thì x của chúng ta sẽ bèn mấy các bạn? Bèn mấy? 6 phần 5. Đó, à, để chưa? Đó mới chỉ điều kiện thôi đấy. Sau đó thì các bạn cố gắng tương đương luôn. Nhưng đây là phương trình loga đều có cùng cơ số 2 rồi. Tức là mình không cần biến đổi nữa. mình chỉ cần biết là cơ số 2 là cơ số lớn hơn hẳn 1. Các bạn giữ nguyên dấu. Đúng không ạ? Vậy tương đương với gì? 3 x 2 sẽ giữ nguyên dấu là lớn hơn 6 trừ 5x. Đơn giản chưa? Đơn giản chưa các bạn? Tương đương là x lớn hơn 2 phần 3 đúng không? Còn bé mấy các bạn? 6 phần 5. Đó, được chưa? Tiếp tục thằng này là các bạn nhầm chuyển vế đổi dấu thì chúng ta có 8x. Đúng không ạ? 8x lớn 8x nó lớn 1. Vậy, chúng ta sẽ suy ra khoảng chung đó là x nó sẽ lớn 1 và bé 6 phần 5. Đúng không ạ? Và đó là khoảng từ A đến B thôi. A bằng 1 và B bằng 6 phần 5 Hãy tìm tổng của A cộng B thì các bạn lấy 1 cộng với 6 phần 5 Thì là bằng 11 phần 5 đáp án D Được chưa Tiếp tục câu số 29 29 Cho hình cho N, B, C Đấy là tăng vuông cân tại C Cái này vuông cân tại C N, A vuông góc với đáy Biết A, B Góc giữa mặt phẳng S, B, C và đáy Tìm thể tích Đúng không? Bài này thì nên vẽ hình một chút các bạn nhé Nhưng đấy là tám giác vuông cân tại C Thì bây giờ các bạn vẽ hình như này này nhớ cho thầy một điều rằng là bài này là bài mà có cạnh gì các bạn SA vuông góc ở đáy thì thằng A luôn luôn nó nằm đây này mình phải đồng nhất về cách vẽ hình nhé còn C và B thì các bạn tùy thích đúng không ạ? Tùy thích có thể là B và C các bạn có thể đặt ở đây đó và đây là B cũng được nhưng chắc chắn A nó phải nằm đây được chưa? Vuông cân tại C đây vuông cân tại C này vuông cân tại C các bạn kỳ hiệu luôn nhé vuông là một này cân là ai này? Đúng không ạ? Có cạnh SA vuông góc phải đáy. Biết AB bằng 4A, AB là thằng này 4A này. AB là đóng vai trò là cạnh huyền thôi, đúng không? Thì mỗi một cạnh này nó đóng vai trò là bằng 2A căn 2. Này cũng 2A căn 2 này. Đúng không ạ? Tam giác ABC là tam vuông cân. Đó. thì từ đấy thì mình biết là cạnh AB cạnh huyền thì mình có thể dùng Pythagore các bạn sẽ suy ra mỗi cạnh là bằng 2A căn 2. thông tin cứ ngược lại. Đúng chưa? Tuy nhiên, nào thì hỏi các bạn ở đây xem bạn nào biết không nào? Góc tạo bởi giữa mặt phẳng SBC À đây đây thằng này đây Góc tạo bởi SBC Và đáy ABC Bằng 45 độ SBC là mặt phẳng nào? SBC mặt phẳng nào đây? S này các bạn nhìn này S này đúng không? B này C này Góc tạo bởi giữa mặt phẳng SBC và đáy bằng 45 độ Thì theo mọi người chúng ta nói là góc nào đây? Đáp án nào? Góc nào đây? Góc nào? Góc này này Đó 45 độ Đúng không ạ? ở góc SCA thôi còn nhiều bán sẽ thấp đó, thì tại sao biết là góc hay SCA hay vậy thôi bởi vì chúng ta chỉ cần nhớ cho thành một cái khái niệm duy nhất thôi góc tạo bởi giữa mặt phẳng là góc tạo bởi giữa hai đường thẳng mà vuông góc với giao tuyến đúng không ạ đó, giao tuyến đó chính là gì là cạnh cb hai đường thẳng vuông góc với giao tuyến đó lần lượt đó là cạnh ac Vuông góc sẵn với cạnh cb rồi đúng không ạ và tương tự chúng ta chứng minh là cái thằng sc này nó cũng vuông góc CB tóm lại góc này 45 độ và cho góc này 45 độ thì nó chỉ có một tác dụng duy nhất là tìm đường cao thôi chúng ta nhìn vào đây SAC vuông tại A có cạnh AC rồi có góc này rồi chúng ta sẽ tính SA của thầy sẽ là lấy cạnh AC đúng không ạ nhân với tan 45 độ mà tan 45 độ thực ra thì cũng bằng một tức là nó là tan vuông cân đấy các bạn cạnh SA này bằng luôn đúng không SA này nó chính là bằng cạnh AC luôn nó là bằng a căn 2 đúng không? 2a căn 2. Đó, được chưa? Vậy suy ra thể tích của chúng ta là bằng 1 phần 3 Diện tích đáy, đúng không? Diện tích đáy là 1 phần 2 Tích của cạnh góc vuông Thì thầy sẽ có là bằng 8A bình Được chưa? 8A bình Nhân với chiều cao là nhân với 2A căn 2 Đó, các bạn nhầm thoải mái đi Chúng ta có bao nhiêu các bạn nhỉ? 2A hết này đúng không? 8 A mũ 3 căn 2 Tất cả trên mấy các bạn? Trên mấy? Trên 3 Đó, đáp án gì? Đáp án C được chưa các bạn? 29C nhé. Câu 30. Cắt mặt xung quanh của một hình trụ dọc theo một đường sinh. Rồi giải uh, nó ra trên một mặt phẳng ta được một hình vuông có chu vi bằng 8pi. Bài này cũng khá hay đúng không ạ? Bài này cũng khá hay. Đó, cái quan trọng nhất là các bạn cố gắng tưởng tượng cho thầy cái vấn đề thôi. Đó. Chúng ta có một hình trụ đây các bạn nhé. Đúng không? Ô đây. Ô phải đây. <laughs> bây giờ người ta bảo là cắt mặt xung quanh một hình trụ dọc theo một đường sinh tức là nó giống như bác bóc cái vỏ này ra ấy. đúng không ạ các bạn rạch một đường ngang như này, này bóc nó ra Đó, rồi giải nó lên một mặt phẳng ta được một hình vuông có chu vi bằng 8 pi vậy các bạn biết là hình vuông này có chu vi bằng 8 pi có nghĩa là gì không ạ đây bản chất nó chính là gì nó là chu vi của cái phần diện tích xung quanh đúng không Đã bóc nó ra bóc toàn bộ vỏ nó ra rải nó lên một hình vuông như này có chu vi bằng 8 pi thì các bạn sẽ suy ra độ dài một cạnh là một mấy các bạn bằng 2 pi đúng không tất cả bằng 2 pi hết đó hiểu vấn đề không ạ có hiểu vấn đề không giống kiểu chúng ta bóc cái vỏ nó ra giải nó lên một mặt phẳng thì cái vỏ đấy đó chính là có chu vi bằng 8 pi tức là độ dài mỗi một cạnh là bằng 2 pi và mình sẽ so sánh đối chiều nó thì rõ ràng là cái cạnh này này nó chính là bằng chiều cao của thằng này luôn nó vẫn là bằng 2 pi được chưa nhưng độ dài cạnh này này nó là cái gì giống như chúng ta bóc đây đây là một vòng tròn đúng không vòng tròn đúng không chúng ta dỡ nó ra đó giải nó lên đây thì có nghĩa là hai pi này nó là gì của đường tròn các bạn nhớ không ạ nó là chu vi của đường tròn đều, không đó hai pi này này cạnh này này nó là chiều cao h bằng hai pi luôn tuy nhiên là cái bóc vỏ nó ra tức là toàn bộ kinh tròn này này đúng không? nó lên thì nó là cạnh này Điều đấy cũng có nghĩa là cái độ dài cạnh này nó chính là chu vi của cái đường tròn này. Đúng không ạ? Chúng ta gọi bán kính là R thì chúng ta có chu vi đường tròn đó là 2 pi R hiện tại đang bằng 2 p Điều đấy cũng có nghĩa là R của thầy sẽ bằng 1. Đúng không? Bây giờ tìm thể tích thì các bạn chơi luôn thôi. Thể tích của trụ đúng không? V trụ đây. V trụ bằng diện tích đáy là bằng pi R bình nhân chiều cao là nhân H. Thì các bạn lắp vào này. Pi nhân R bình là nhân với 1. Đúng không? Một bình thì cũng bằng một thôi. Nhân với h là h của chúng ta là bằng gì? Là bằng 2 pi. Được chưa các bạn? Thì chúng ta có bằng gì các bạn? Bằng 2 pi bình. 2 pi bình thì đó là bằng a. Đó. À... Được chưa các bạn? Được chưa? À 30 uh, lại là bằng b được? 30 phải a chứ em nhá. Đó. À, bình thôi chứ ba mũ 3 này cũng sai đấy các bạn nhá. Có 31 Hàm số này có đạo hàm là đúng không? Đạo hàm cái này là rất quan trọng các bạn cực kỳ quan trọng luôn thầy vì viết viết rõ ra cho các bạn rất quan trọng tại sao thế tại sao thầy nói như thế các bạn nghe lời thầy này thằng này nó quan trọng bởi vì sau này học cả nguyên hà chúng ta nhớ được bây giờ nhưng không có nghĩa là đến lúc thi các bạn nhớ được bởi vì chúng ta học thêm rất nhiều thứ kiến thức nó nhập vào nữa đúng không một lúc mà giọt nước tràn ly thì nó quên hết đó là lý do vì sao khi mà các bạn đã nhớ công thức thì các bạn nhớ thật sự chuẩn men cho thầy đã mất công thời gian nhớ thì các bạn nhớ một lần luôn Giọt nước chuẩn ly đúng không Có kiến thức mới vào Thì kiến thức cũ nó bị đẩy ra Nên là mọi người phải cẩn thận nha Không có chuyện chủ quan đâu Vậy làm sao Đây là công thức đạo hàm của AMUX Đúng không ạ Tất cả phẩy thì bằng AMUX Nhân với lena A Hàm đơn đúng không ạ Còn hàm hợp của chúng ta là gì AMU Tất cả phẩy thì Bằng U phẩy Nhân AMU Nhân lena A Đó được chưa? Nhớ cho chuẩn nhá. Các bạn cứ yên tâm, bữa học nguyên hàm là các bạn biết ngay mà, đúng không ạ? Bây giờ có thể nhớ nhưng chưa chắc đi thi nữa, các bạn đã nhớ. Đúng không? thầy cũng phải cảnh báo các bạn là rất quan trọng các bạn những cái bài như thế này. Được chưa? Thế bài này chúng ta có Fx ra thằng này, đạo hàm đúng không? Thì bây giờ chúng ta nói này, 1 9 8 4 tất cả mũ 3x bình trừ 5x cộng 2 tất cả phẩy. Thì mình sử dụng công thức ABU. U là toàn bộ cái thằng mũ trên đúng không? A là bằng mấy các bạn? A là 1 9, 8, 4 lắp đúng công thức thì chúng ta có u phẩy là bằng 3x bình trừ từ mấy nha bạn trừ 5x đúng không ạ? Đó, cộng 2 tất cả phẩy u đấy. Nhân a mu là nhân toàn bộ thằng này thôi. 1 9 8 4 mũ 3x bình trừ 5x cộng 2. Đúng không ạ? Nhân với len a là len của 1 9 8 4. Đó, và đến đây các bạn nhầm thoải mái rồi đúng không ạ? Mặc dù nó dễ thôi nhưng mà vẫn phải học. 6x 5 ok, 6x 5. Nhân thằng này đúng không ạ? Nhân với cái này nữa, đó, nhân len của 1984 mũ 3x bình từ 5x cộng 2 nhận với len của 1984 đúng rồi, không ạ đáp án gì các bạn nhỉ đáp án D đó ok chưa Ờ à, đúng nhỉ khoan khoan 31 đáp án gì đáp án A chứ Xin lỗi các bạn nhầm rồi nhìn nhầm đó, được chưa tiếp tục 32 tập nghiệm của Loga đúng không ạ tập nghiệm của Lan thì chúng ta thấy là nó rất là dễ nào 32 nào có đáp án chưa 31A đúng rồi Bài này trước khi mà làm điều kiện của loga hoặc là giải tất cả các phương trình bất phương trình của loga thì chắc chắn 100% các bạn đặt điều kiện trước. Các bạn có thể đặt trước hoặc đặt sau, tùy các bạn, nhưng đừng bao giờ quên bài này có điều kiện xác định x nó phải gì các bạn? Lớn không. Đừng bao giờ quên thằng này nhá, điều kiện xác định này công ạ. Đừng bao giờ quên nó. Các bạn bỏ rơi nó là toang rồi. Đúng không? Sau đó các bạn tương đương luôn. Phương trình này các bạn có quyền tương đương luôn. Nếu như mình làm cẩn thận thì mình đặt loga cơ số 2 của x bằng t không nữa thì mình xem là t bình trừ 5t trừ 6 là a trừ b cộng c bằng 0. Một nghiệm trừ 1 một nghiệm 6. Đúng không ạ? Một nghiệm bằng trừ 1 một, một nghiệm 6 bén bén bằng 0 thì nó nằm trong, tóm lại là loga cơ số 2 của x nó sẽ lớn bằng trừ 1 bén bằng 6. Đến đây các bạn hiểu không? À, nếu như bạn nào làm chậm thì chúng đặt ở phụ nhưng thầy nghĩ nó không cần đâu. Các bạn xem loga cơ số 2 của x là t đấy. Thế thằng này t bình trừ 5t cộng 6 à, Trừ 5t trừ 6 này có phải là có hai nghiệm Trừ 1 và 6 không Hệ số A của chúng ta là dương Đúng không? Trong trái ngoài cùng Để nói âm thì có nghĩa là trái dấu hệ số A Nó phải nằm trong khoảng hai nghiệm Đúng chứ Sau đó thì mình tương đương luôn X của chúng ta sẽ lớn bằng mấy 2 mũ trừ 1 lên là 1 phần 2 Đúng không? Bén bằng 2 mũ 6 2 mũ 6 là bằng 64 đó. Kết hợp điều kiện x lớn không nữa Thì nếu các bạn thích các bạn viết ra nhà Điều kiện chung đó là x1 là lớn không đề bài hai là x nó lớn bằng 1 phần 2 và bén bằng 64 chúng ta chốt lại là x nó sẽ lớn bằng bằng 1 phần 2 và bén bằng 64 đó hiểu không ạ đáp án gì đáp án đi mặc dù nó dễ thôi nhưng mà đây là một kỹ năng đấy các bạn kỹ năng đấy nhá làm nhiều thì các bạn thấy một một trong những cái phản xạ nó rất là tuyệt vời luôn được chưa làm nhiều thì các bạn thấy là cái gì mà trăm hay không bằng tay quen đó là chân lý của chúng ta rồi nên mọi người cứ luyện tập thành nhiều vào thì chúng ta sẽ thành một cái phản xạ nó rất tuyệt vời luôn. Được chưa? Tiếp hàm số này có đạo hàm là gì? Đạo hàm thì cũng phải nhắc lại đúng không ạ? Đạo hàm đặc biệt là thằng này. Lên. À, len, ờ len 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 nhiều bạn không nhớ công thức đạo hàm đâu. Thì các bạn nhớ len x phẩy thì bằng 1 trên x. Nhưng đó đạo hàm của hàm đơn đúng không ạ? Hàm đơn có thì hàm hợp có. Chúng ta có len u tất cả phẩy bằng u phẩy trên u Đấy. thì điều đấy có nghĩa là bây giờ chúng ta dùng công thức u thôi u là thằng này này u là thằng x cộng một trên x trừ một này này vậy chúng ta có f phẩy f x. sẽ bằng đúng không u phẩy u phẩy nó chính là x cộng một trên x trừ một phẩy đúng không trên u là trên x cộng một trên x trừ một đó để chờ các bạn lắp vào nhá chúng ta có đạo hàm tích chéo chính trừ chéo phụ thì tính xương xương thằng này là bằng trừ hai trên x cộng một Đúng, x 1 bình phương. Chia cái này thì nhân đảo ngược lên là nhân x 1. X cộng 1. Đó, để cho đảo ngược lên thì chúng ta rút gọn đi một cái thì rõ ràng nó bằng gì các bạn? Trừ 2 trên. Cái này mất đến một cái đúng không? X 1 nhân x cộng 1 thì bằng x bình 1 luôn. Đó, đáp án gì các bạn nhỉ? Đáp án gì? Đáp án B thôi. Đó, nhá. Ok, 33 của chúng ta là đáp án B. Đó. Ông A đó nhá. A là sai rồi. Em ơi, A là sai rồi. Mọi người phải chú ý nhá. Uông, Uông Thị Huyền Trang nhá chặt cu bạn ôm thịt vùng trang nhá <laughs> tôi thầy chiều thế thôi nhưng mà các bạn đừng có chặt cu thật nhá <laughs> hoặc về thầy thuận bảo thầy thuận ông này làm sao mà cứ nói như thế <laughs> nhưng mà thôi không sao đúng không ạ mình nói cho vui thôi nhá học nghiêm túc mà bởi vì thầy cũng nói học là học chơi ra chơi mà đúng không bạn tự nào cho hàm số x xác định và liên tục trên r có đạo hàm f biết rằng f có đồ thị như vẽ bên mệnh đề nào sai đúng nhớ là d đồ thị f nhá fx mà chúng ta muốn đọc đồng biến và nghịch biến này. fx đồng biến nghịch biến này đó chúng ta đều nhìn vào gì các bạn nhìn vào bên trên và bên dưới của trục x tức là đối với cái dạng như thế này thì các bạn xem trục ox này là con sông này đúng không đây là con sông của chúng ta đó đúng chưa nó là ra ranh giới luôn toàn bộ đồ thị của đạo hàm nó nằm bên trên trục x thì chứng tỏ là fx nó sẽ dương đúng không ạ dương đấy thì đáp án nào đây đáp án nào các bạn nhỉ nhiều bạn chọn đáp án B đúng không? Đó, đáp án B đúng không? Hàm số đúng nhỉ? Chọn mình để đúng hàm số nghịch biến như khoảng từ không đến dương cùng. Đúng hay sai? Chắc chắn là đúng rồi. Đúng chưa? Tại sao lại thế? Tại vì lý do này. So với con sông này, đúng không? danh giới con sông này thì x của chúng ta chạy từ không đến dương cùng ấy thì đồ thị f và x nó đang nằm bên dưới trục quay. Tức là nó đang gì? Nó đang âm. Đúng không ạ? Đây này rõ ràng x nó từ không đến dương cùng không? Thì đồ thị f'x của chúng ta nó đang nằm bên dưới của trục hoành, Đúng không? nằm bên dưới thì f'x nó sẽ âm Mà f'x âm thì hàm số sẽ nghịch biến B Được chưa? Đó, tiếp tục 35 Cho f'x đồ thị như vẽ, Giá trị mắc và min của nó trên đoạn này, nghe này Trên đoạn thì trừ 2 đến một thôi Mọi người phải cẩn thận nhá Thì chắc chắn là các bạn sẽ toang bài này nếu như mà chúng ta chủ quan Nhớ là trên đoạn trừ 2 đến 1 thôi đúng không ạ nhiều bạn sẽ đọc là giá trị lớn nhất là thằng này là sai đấy các bạn này sai đấy tại vì chúng ta chỉ tính từ đây đến đây thôi mà à, các bạn nhớ chưa cắt đây này cắt đây tức là thằng này bỏ đi các bạn này bỏ đi đúng không ạ bỏ đi mà làm người đấy các bạn đấy đúng chưa từ đấy thì mình suy ra à cái thằng mắc của chúng ta là mờ lớn này thì đương nhiên là đó là điểm cao nhất đồ thị đạt được nhưng mà nó là điểm này này nó phải điểm này đâu điểm này là bằng mấy các bạn bằng hai được chưa? Nếu như bạn nào chọn mờ lớn bằng 4 là sai luôn các bạn. Tương tự mờ nhỏ của chúng ta là bằng ấy Là là điểm thấp nhất là bằng đây thằng này. Điểm này thấp nhất đấy, giá trị của nó là bằng trừ -4. Đúng, không? M lớn cộng mờ nhỏ thì các bạn lấy 2 cộng với trừ -4 là bằng trừ -2 đáp án B. được chưa các bạn? Các bạn phải chú ý nhé người ta đang hỏi giá trị mắc và min nhưng mà quan trọng nhất là hỏi trên đoạn nào. Thì mình phải nhìn kỹ vào đây để biết là đoạn chúng ta cần xác định, đúng không ạ? Chứ nhiều bạn cứ nhìn vào đây là thằng này mắc là sai luôn. Mặc dù nó lớn nhất thật nhưng mà đó không phải là khoảng chúng ta cần tìm được chưa? Có 36. 36. Cho lăng trụ đứng. À, đứng nha. Đáy là vuông cân tại A. Có cạnh AB, AC rồi. A B phải, tạo về đáy một góc bằng 60 độ tìm thể tích. A phải B đúng không ạ? Cậu này thì cũng được thôi đúng không? Cũng được thôi. Tuy nhiên là chúng ta biết rằng là nó sẽ chắc chắn tìm được diện tích đáy. Các bạn sẽ sử dụng góc này để chúng ta tìm được chiều cao nhá. Ok, bây giờ các bạn vẽ thêm hình bé bé này này. Đó. Đỉnh cao của làm trắc nghiệm các bạn thấy bé không? Đấy, được chưa? A này. B này. C này. A phẩy gì đây? A phẩy B phẩy C phẩy luôn. A B C đây. Đó, được chưa? Cạnh A phẩy B tạo với đáy góc bằng 60 độ. A phẩy B đây. Và các bạn nhớ đây là lăng trụ gì? Lăng trụ đứng nhé. Đúng không? Thì góc 60 độ nó là góc nào các bạn? A phẩy B tạo về đáy là góc này này. Đúng không? Đó, tam giác vuông cân tại A, ok, vuông cân tại A. Vuông cân, có cạnh A B chưa? AB chưa? AB bằng A căn 2. Đó, góc này 60 độ thì chúng ta tìm được chiều cao thằng này là bằng cạnh AB nhân tan 60 độ đúng không? Tóm lại là cạnh A phẩy là chiều cao nhé. Các bạn lấy cạnh AB này này. Nhân với tan 60 độ đúng không? Tan 60 độ. Tức là các bạn lấy A căn 2 nhân căn 3 là bằng A căn 6. Đấy, được chưa? Xong đó thể tích lăng trụ đúng không? V lăng trụ thì công thức của chúng ta hiển nhiên là lấy diện tích đáy nhân chiều cao bằng 1 phần 2 tích của hai thằng này nhân vào với nhau là bằng A bình nhân 2 nhân chiều cao là nhân A căn 6 thì thầy có bằng A mũ 3 căn 6 được chưa? A mũ 3 căn 6 là bằng A Ok, 36A, đúng Rất nhiều bạn làm đúng rồi nhá Tiếp tục 37 37 này thì nhiều bạn sai phết đấy anh A làm ở một công ty với mức lương ban đầu là 10 triệu đồng Đó đúng không ạ Đây là anh Lương Thanh Độ chẳng hạn Đó để chưa độ MC đấy Bây giờ đi nhập ngũ rồi các bạn Sao nhập ngũ đây nhỉ Tham gia chương trình đấy hay phết Các bạn biết rồi đúng không Anh A làm ở công ty X với mức lương ban đầu là 10 triệu đồng trên tháng à, Anh độ MC Lương Thanh Độ đấy đúng không Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ Thì cứ sau 6 tháng này 6 tháng làm việc Thì mức lương lại tăng được 20% ó, Hỏi bắt đầu từ tháng mấy? Kể từ khi bắt đầu làm ở công ty X, tiền lương của mỗi tháng của anh ấy nhiều hơn 20 triệu đồng. Đấy, các bạn nhớ chưa? Làm sao các bạn nhỉ? Làm sao đây, làm sao đây? Các bạn đã biết không? Ờ bạn này dùng công thức nào các bạn nhỉ? Mức lương bắt đầu là 10 triệu. Sau mỗi tháng, 6 tháng làm việc thì mức lương lại tăng thêm 20%. Đúng không? Mức lương của lại tăng lên 20%. Hỏi à, bắt đầu từ tháng thứ mấy kể từ lúc mà bắt đầu làm việc công ty X thì tiền lương của mỗi tháng của anh ta sẽ nhiều hơn 20 triệu đồng. Lãi kép à? <laughs> dùng lãi kép có được không ạ bạn? Có dùng lãi kép được không? Câu này thì cũng dễ thôi đúng không? Nếu các bạn thích dùng giải kép thì chúng ta dùng giải kép thôi. Công thức lãi kép là công thức gì nhỉ? T đúng không? Bằng A nhân với 1 cộng R tất cả mũ N đấy là công thức về lãi kép. Đó. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta biết rằng là nhiều hơn 20 triệu đồng này. Tức là giả sử như T của chúng ta là bằng 20 triệu đi nha. 20 triệu lớn hơn 20 triệu. A là bằng 10 này. Nhân với 1 cộng R R của ta là 20% các bạn bị 20% ở đây này. Đó, được chưa? Nhưng tất cả mũ N mà các bạn nhớ mũ N không phải bằng 6 đâu các bạn nhé Mũ N này bản chất N này là bội của 6 tháng. Đúng chưa các bạn? Bội của 6 tháng. Các bạn nhớ chưa? N này các bạn phải cẩn thận N này không phải bằng 6 nhé bởi vì cứ sau mỗi lần 6 tháng tức là 6 tháng này bản chất nó là chu kỳ. Cứ sau mỗi một tháng Đúng không? Sau mỗi 6 tháng thì đó là một chu kỳ Và N này nó chính là số chu kỳ như thế Lấy ví dụ nếu N1 thì là bằng 6 6 tháng Nếu N bằng 2 thì 6 x 2 12 tháng Nếu N bằng 3 thì 6 x 3 là bằng 18 tháng Đúng N bằng 4 thì 6 x 4 bằng 24 tháng Đó, để chưa các bạn hiểu không? Đấy, sao bây giờ lớn bao nhiêu? Lớn mấy các bạn lớn hơn 20 triệu, nhiều hơn 20 triệu đó, thì sau đó thì mình giải uh, ra thôi đúng không giải ra thôi à chúng ta sẽ có là 1 cộng 20% tất cả một n sẽ lớn hơn 20 chia 10 là lớn hơn 2. Tương đương với n sẽ lớn hơn Loga cơ số 1 cộng với 20% của 2. Đó à, tương đương n lớn bao nhiêu các bạn lấy máy tính bấm đi cho thầy nhé. để chưa? Chúng ta có là lốc 1 cộng với 20%. 20% này của bao nhiêu các bạn? Của 2. 3,8 đúng không ạ? 3,8 n bằng lớn 3,8 thì chúng ta sẽ lấy làm cho n bằng mấy các bạn n bằng 10 bởi vì nơi của chúng ta đương nhiên là phải bội đúng không bội bội của 6 tháng đó chu kỳ tóm lại là nằm ở chu kỳ thứ tư đúng không nằm ở chu kỳ thứ tư đó n bằng 4 chưa các bạn đường bằng 4 nhé n bằng 4 nằm ở chu kỳ thứ tư thì bắt đầu mới bắt đầu được uh, lương của anh ấy sẽ mà nhiều hơn 20 triệu đó và chu kỳ thứ tư thì các bạn biết rằng 6 nhân 4 là bằng 24 tháng thôi Đúng không Thì bắt đầu từ mấy các bạn? Bắt đầu từ tháng 2 mươi 25 là bắt đầu là lương là trên 20 triệu rồi. Được chưa? Còn lương tháng thứ 24 cũng chưa được chưa được nhé. Tháng ba cũng chưa được. Đúng không ạ? Mà phải lên đến 25 tháng thứ 25 bắt đầu mới được. Được chưa các bạn? Được chưa? Tiếp tục nhá. Ờ à, 38. Hàm số xác định trên R liên tục với mỗi khoảng xác định và có bảng như thế như sau phương trình f(x) bằng m với m là trừ một đến hai có số nghiệm là đúng không đây là bài toán tương giao thôi bài này dễ mà cho đồ thị rồi đúng không hoặc bản chất là cũng cho bảng biến thiết hỏi phương trình này có vững nghiệm là với m của chúng ta thuộc trừ một đến hai m của chúng ta nằm giữa cái trừ một đến hai thì có bao nhiêu nghiệm các bạn đây là bài toán tương giao thôi đúng không tương giao của hai đồ thị một là đồ thị của f(x) này Ai được thảo gì các bạn y bằng m nếu mơ thuộc trừ 1 đến 2 thì các bạn chỉ cần vẽ một đường thẳng này này. đường ngang này thôi, để y thẳng y đấy. Đúng chưa? Nó cắt tại mấy điểm? Một điểm này. Hai điểm này, ba điểm. Đáp án là gì? Đáp án C thôi. Cần chưa? Cực kỳ đơn giản luôn nhé. Đúng không? Đó, 38 của chúng ta đáp án đáp án C nhá, bởi được bài toán tương giao. Tiếp tục 39. hàm số x có bảng mệnh thiên như sau hỏi tổng số đứng phần tổng ngang của đồ thị hàm số là. Nếu như bạn nào đã làm quen rồi thì thầy khẳng định một điều rằng là tất cả những bài toán có bảo mệnh thiên đọc số lượng đường tiệm cận không bao giờ quá 30 giây. khẳng định chắc định một điều như thế. Đúng không? Tất cả những dạng mà cho bảng mệnh thiên đọc đường tiệm cận có thể đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang không bao giờ quá 30 giây. Đó, các bạn nhớ chưa? Còn tại sao thế? Tại sao thế? Bởi vì tất cả những dạng này chúng ta có một từ thôi Chỉ một từ thôi đó từ ngược mà thầy đã dạy cho mọi người rồi Đây là cách làm siêu nhanh Đúng không ạ? Vậy làm sao? Các bạn nhìn tiệm cần ngang là chúng ta nhìn vào đâu? Nhìn vào x tiền từ trừ vô cùng cộng một cùng Các bạn dòng xuống dưới Dòng xuống dưới Nếu kết quả nó ra bằng một số thì có nghĩa là ngược Đó là đường tiệm ngang Đúng không ạ? Vậy chắc chắn trong bài này Thằng này không phải này Loại Thằng này có không? Số Trên vô cùng Đúng chưa? Dưới là số thì đây là đường tiệm ngang vậy chứng tỏ chúng ta có một đường tiệm ngang y không à, đơn giản không một giây là ra được một đường tiệm ngang rồi đúng không tiếp tục tiệm cận đứng thì làm sao tiệm cận đứng thì chúng ta nhìn vào thầy những điểm mà hàm số nó có hai vạch hai vạch này là gì hàm số không xác định tại hai điểm x bằng trừ hai x bằng không thôi tiếp tục một mình xuống gióng xuống dưới gióng sang bên trái gióng sang bên phải gióng sang bên trái dòng sang bên phải chỉ cần một bên có vô cùng thì đó là đường tiệm cận đứng đúng không? Chỉ cần một bên thôi nhé Thằng này không có, ok, thằng này khó. bạn thấy không ạ? Nó đảm bảo từ ngược chưa? Ngược rồi đấy. Đó, hiểu không ạ? Ngược có nghĩa là trên là vô cùng, dưới là số mà trên số dưới vô cùng thì đó là gọi là ngược. Đúng chưa? Và đây là đường tiệm cái đứng này x bằng hai này. Có không? x bằng 0 dòng xuống con này vô cùng. Ngược chưa? Ngược rồi đúng không? x bằng 0. Có hai đứng vào một ngang thì đáp bán chuẩn là đáp án D. Đó, đơn giản đúng không ạ? Thầy khẳng định luôn không bao giờ 30 giây nha không quá 30 giây chấp tất cả các bài luôn. Đúng chưa các bạn? Chấp tất cả các bài luôn nhá. Câu 10. 40 nào. Để hàm số này nghịch biến trên R thì tất cả giá trị thực của M là hàm số nghịch biến trên R. Đây là đồ thị bậc 3 rồi đúng không ạ? Để nghịch biến trên R thì chúng ta biết là đạo hàm nó sẽ luôn luôn bé bằng không thôi nhưng mà phải có bằng đấy các bạn. Được chưa? À, tức là chúng ta giải bài này thì thực ra thì nó cũng rất là đơn giản bởi vì lý do là nó nghịch biến trên R. Có định lý sẵn rồi. Đầu tiên, bước 1. Làm gì? Định y phải. y phải của thầy là bằng trừ 3 x bình. Cộng với 2. Trừ số cho 2M trừ 1. Nhân x. Đúng không ạ? Và trừ cho 2 trừ M. Họ luôn luôn phải bé nó bằng 0 với mọi x thuộc R. Nhưng mà mọi người phải nhớ cho thầy là tại sao bài này lại có dấu bằng ở đây. Đúng Y phẩy của chúng ta lại có bằng ở đây Bởi vì bản chất đây là một hàm đa thức Mà hàm đa thức thì nó phải có bằng Chỉ có hàm phân thức nó mới không có bằng thôi Nên mọi người phải nhớ nhé Nếu thiếu cho bằng đây thì các bạn sai luôn này Ờ được chưa? Bạn làm sao để các bạn giải thằng này? Làm sao các bạn giải cái này? Ta nên giải bằng cách nào các bạn? Nhiều bạn bảo dùng cô lập mờ thì thấy nghĩ nó cũng không nên bởi vì đây là một bất phương trình tam thức bậc hai chúng ta giải thì dựa vào gì các bạn dựa vào delta bài này có hệ số a âm rồi đúng không ạ để toàn bộ bất phương trình bậc hai này luôn âm thì đáng lẽ ra nó phải có hai điều kiện một là hệ số a phải âm đúng chưa hai là delta hoặc delta phẩy của chúng ta phải gì Bên bằng không để phương trình nó phải vô nghiệm một phương trình bậc hai vô nghiệm thì toàn bộ dấu của phương trình bậc hai đấy đúng không sẽ ăn theo dấu hệ số a âm tất cả âm theo Đúng chưa? Đó, đây là cách làm nhanh nhất các bạn nhé Còn A âm thì đương nhiên là bằng trừ 3 này Âm sẵn rồi đúng không ạ? Luôn đúng Mình viết vào cho đầy đủ bộ phận thôi Data phẩy B phẩy bình là chúng ta có 2M trừ 1 bình phương chữ AC chữ AC thì tính xương xương Trừ 3 thừa số cho 2 trừ M luôn Bên bằng 0 Đó, dài nhá 2M bình là 4M bình luôn này Cái này trừ 4M Cộng 3M đúng không Là trừ M Cộng 1 trừ 6 đúng không là trừ 5 và n bằng 0 đó a trừ b cộng c bằng 0 một nghiệm bằng trừ 1 một nghiệm bằng 5 phần 4 thì nó nằm trong khoảng và n bằng 0 nó nằm trong khoảng là m sẽ lớn bằng trừ 1 và n bằng 5 phần 4 đó đúng không ạ đáp án gì đáp án d đơn giản không? nó rất là nhẹ nhàng tình cảm các bạn nhé 40 sau câu số 41 41 đây cho hình cho ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 2 a hình vuông này đáy là hình vuông cạnh bằng 2 a được chưa tam giác SAB cân tại S và nó nằm trong mặt phẳng vuông góc phải đáy bạn sẽ suy ra chiều cao chắc chắn SH rồi đúng không cho nó H là trung điểm của AB bây giờ các bạn vẽ hình như sau đáy hình vuông nhá đây vẽ hình nào đó hình vuông đúng không ok vẽ hình vuông ra các bạn thấy thầy vẽ hình đẹp không? A, B, C, D đó. Các bạn thấy thầy vẽ hình bằng tay đẹp không? Mọi người khen thầy một tí cho thầy vui nhá. Đó, H là trung điểm của AB thôi. Bạn đã làm câu 41 chưa? Câu 41 là câu hình thì mọi người cũng phải tập trung nhá. Hình vuông cạnh bằng 2A, ok, cạnh đấy hình vuông bằng 2A. Tam giác SAB cân tại S. À, còn cân là các bạn thấy cân tại S là thằng này bằng nhau này. Được chưa? năm trong mặt phẳng vuông góc đáy thì rõ ràng là thằng SH này là chính là chiều cao và đương nhiên h này cũng là trung bình của ab đúng không ạ sh này nó sẽ vuông góc phải đáy các bạn nhá biết rằng thể tích của thằng này là bằng 4 a mũ 3 trên 3 từ thể tích này chúng ta sẽ tìm chiều cao đúng không thể tích của chóp s chấm abcd hiện tại đang bằng 4 a mũ 3 trên 3 thì mình tương đương với 1 phần 3 diện tích đáy là 4 a bình nhân chiều cao là nhân h bằng 4 a mũ 3 trên 3 từ đây thì mình sẽ suy ra cho thầy thằng h nó chính là thằng sh đấy luôn là bằng mấy các bạn là bằng a đó đúng không ạ được chưa Thẳng sh là chiều cao bằng a đúng không gọi alpha là góc giữa sc và đáy tìm tan alpha sc và đáy là góc nào các bạn sc và đáy đúng không thì chúng ta nối h và c này đó, góc tạo bởi giữa sc và đáy nó chính là góc tạo bởi giữa sc và cạnh hc luôn đúng không bởi vì cái nguyên tắc mà các bạn nhớ khái niệm ấy Góc tạo bởi giữa một đường thẳng và một phẳng là gì? Góc tạo bởi giữa một đường thẳng và một mặt phẳng là góc tạo bởi giữa chính đường thẳng đấy và hình chiếu của nó. What? Trong bài này thì rõ ràng SH vuông góc với đáy thì có đúng là cạnh HC này này. Đúng không? Nó là gì? Nó là cái bóng của cái cạnh SC hay còn gọi là hình chiếu của nó. Thì suy ra góc này là góc cần tìm này. Và đây. Đúng không? Thế bây giờ các bạn tìm tan đúng không? Tan này các bạn tìm hai cạnh ra và nhớ là tam giác SHC là vuông tại H rồi bởi vì có SH vuông góc với đáy thì SH cũng sẽ vuông góc với cạnh HC đúng chưa? SH có chưa? SH có rồi. SH bằng a này viết to vào. À, bây giờ các bạn tìm HC là ra thôi. BC bằng 2 a này. đó cạnh thằng này mới, thằng này mới, thằng này, mới, thằng này mới a vuông ở đây thì rõ ràng theo định lý Pythagore thì các bạn tìm được cạnh HC này là bằng a căn 5 đúng không? Tam giác HBC vuông tại B có cạnh HB rồi, có cạnh BC rồi. Mình sẽ tìm ra cạnh HC là kiểu cạnh huyền Bằng A 5. Đúng không ạ? Vậy tan của alpha hiển nhiên là bằng đối trên kề là cạnh SH. Trên cho kề là cạnh HC là bằng A đúng không ạ? Trên cho gì các bạn? Trên A 5. Thì chắc chắn là cũng bằng 1 trên căn 5 thì cũng bằng căn 5 trên 5. Đúng không? Đáp án D. Đó, được chưa các bạn? Hiểu không? câu 41 này cũng là câu rất là đơn giản rồi nên mọi người làm nhanh nhá. Tiếp tục câu số 42. Tìm tất cả đường tiệm đứng của đồ thị hàm số. À, đường tiệm đứng của đồ thị hàm số này các bạn thấy kinh không? Đứng với nhà đứng đứng nữa nhiều ông tìm cả ngang thì là toàn đây. <laughs> đúng không? Bài này là bài mà nó rất là hay bởi vì đây là đề thi chính thức của bộ năm 2017. Đề chính thức nha. Đó, đúng không ạ? Của bộ năm 2017. Và các bạn bây giờ thì có thể là xem thường nó thật nhưng khi mà các bạn hiểu cái cảm giác của các anh chị ngày xưa đi thi năm 2017 sai mất một nửa. <laughs> một nửa ừ. đúng không ạ? Đấy chưa? Mình bây giờ mình có vẻ là mình xem nó dễ. Nhưng mà cái năm 2017 này này. Câu này nhìn sương sương như thế nó xếp vào câu số mấy các bạn biết không? Là câu 38 đấy. Đó, nằm ở câu 38 đấy các bạn. Nếu xếp theo trình tự từ dễ khó thì nằm ở câu 38 đấy. Nhìn thấy không ạ? Nó kinh khủng vậy đấy nha Vậy làm như nào đây? Và mọi người phải chú ý đề nhé Đề thì nó rất là ngắn Mọi người phải đọc cận Cận đứng Thế hỏi các bạn một câu này Hỏi vuông nhau nhé Bởi vì đây là những cái bài toán Nó Bắt buộc các bạn Không bao giờ phép sai Vì thế là thầy phải hỏi đáp các bạn Muốn tìm tiệm cái đứng của đồ thị hàm số này Thì đầu tiên phải làm gì Các bạn biết không Đầu tiên phải làm gì <laughs> Phải Casio Bước 1 của chúng ta đó là các bạn phải tìm tập xác định nếu có Nó chính xác điều kiện xác định Thằng này là x cộng 3 là có dưới căn đúng không ạ? Thì x cộng 3 của chúng ta phải làm sao các bạn? Nó phải lớn bằng mấy? Lớn bằng trừ, lớn bằng 0. Tương đương với x nó phải lớn bằng trừ -3 các bạn. Đó cái điều kiện thứ nhất ấy, bước thứ hai là gì? Bước thứ hai là gì đây? Chúng ta tìm nghiệm của mẫu đúng không ạ? Nghiệm của mẫu. Đó thì x bình này, này, cộng 2 trừ 3 bằng 0 thôi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ giải ra là chắc chắn có hai nghiệm a cộng b cộng c không thì có một nghiệm x bằng 1. Có một nghiệm x bằng gì các bạn? x bằng trừ -3 thỏa mãn chưa? thỏa mãn rồi đúng không? thỏa mãn điều kiện xác định nhá, thỏa mãn điều kiện xác định. Nhưng đây là bước thứ ba là một cái quan trọng nhất này. Sau khi đã kiểm tra thỏa mãn điều kiện xác định rồi, chúng ta phải còn một kiểm tra nữa đó là kiểm tra xem có nghiệm là chung với nghiệm của từ hay không. Đúng không? Kiểm tra. đó. Được chưa? Kiểm tra đây thì chúng ta sẽ thường là có hai bước kiểm tra, một là kiểm tra cái điều kiện xác định. Nhưng mà x bằng một và x bằng trừ ba này hiển nhiên nó thuộc điều kiện xác định rồi thì ok. Nhưng bây giờ chúng ta còn một bước kiểm tra nữa đó là kiểm tra xem Kết nghiệm nào chung với nghiệm của tử hay không? Đúng không? x 1 các bạn thay vào đi. 3 x 1 bằng 3 đúng không ạ? 3 1 còn 2 này, thay 1 vào. Đó, thì các bạn thấy x 1 không? x 1 làm sao? Trùng. Đúng không ạ? x 1 là trùng với nghiệm của tử, tức là vừa đóng vai trò là nghiệm của mẫu nhưng cũng đóng vai trò là nghiệm của tử luôn. Thằng này người ta gọi là gián điệp 2 ma. Đúng không ạ? Gọi là gián điểm 2 ma. Đó, đúng không ạ? Thì theo nguyên tắc là chúng ta sẽ làm sao các sẽ loại đúng không sẽ loại đi tiếp tục x bằng trừ ba thì có trùng không x bằng trừ ba các bạn thử, thử thoải mái nhá nó đương nhiên là gì nó không trùng không trùng thì mình lấy chắc chắn là thằng này ok rồi thì bạn đúng rồi ta là bạn gì là bán a đúng không ạ tuy nhiên có một điều mà thầy cũng nhấn mạnh là không phải là tất cả những thằng nào trùng nó cũng là là loại bởi vì có một vài bài toán là nó có thể trùng nhưng mà chỉ trùng một nửa thôi vẫn còn lại một nửa nữa có đúng không ạ đó hiểu vấn đề không ạ cho nên bài này chúng ta chỉ lấy một nghiệm x bằng trừ ba thôi đó là một cách nha cách này gọi là cách bản chất của nó cũng khá là hay đúng không ạ ngoài ra thì mọi người có thể cả uh, dùng Casio nhưng mà Casio thì bây giờ nó cũng rất là là ít rồi nhé đặc biệt là những bạn nào xác định thi đánh giá năng lực của đại um, quốc gia Hà nội hoặc là đánh giá cái tư duy của học bách khoa thì các bạn thôi dẹp luôn Casio đi các bạn không bao giờ có bất cứ một câu nào hết các bạn hiểu chưa không bao giờ có một bất cứ một câu nào nên mọi người dẹp luôn cái tư tưởng Casio Casio đi nhá Tiếp câu 43. Con này bài toán mình mặt cầu ngoại tiếp nhưng mà bài này nó vượt quá 30 giây là chật cù. Đấy, các bạn thấy đỉnh cao không? Nhiều bạn bảo thế sao bài nào thầy cũng bảo 30 giây thế nó có nguyên tắc của nó không, các bạn. Phản xạ làm đấy đấy. Chăm may không bằng tay quen các bạn nhá. Bởi vì mấy cái bài ngoại tiếp khối cầu ngoại tiếp này thì thầy đã dạy cho các bạn. Và thầy cũng tự tin một điều là nếu như mà các bạn học đầy đủ những cái bài mà thầy dạy ấy về nhà làm bài tập về nhà thì mấy bài này nó không tính tiền. Đấy, đỉnh như thế cơ. Đó, đúng không? Bây giờ chúng ta thử xem nhé. Lăng trụ đứng đáy ABC vuông cân tại B. Được chưa? Ok, chơi luôn. Lăng trụ đứng vuông cân tại B, chơi luôn. Bình thường thôi cái gì mà phải tăng đâu đúng không? Được chưa? Đây là A này. B này, C này, A phẩy, B phẩy, C phẩy đây. Nó nào 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 thôi các bạn nhé đổi đỉnh một tí các bạn đổi đỉnh cho các bạn dễ nhìn nhá <laughs> đây b phẩy đây b phẩy đây đó b đây c đây được chưa vuông cân tại b đúng không vuông cân tại b ký hiệu luôn đó, đó. cân tại b đây gì mà căng đúng không có cạnh ac bằng a căn hai cạnh ac ac là cạnh huyền này này a căn hai chắc chắn là mỗi cạnh bằng a đúng không ạ ABC là tam giác vuông cân các bạn nhớ thầy từ cân nhé có nghĩa là cạnh AC đề bài cho các bạn là cạnh huyền cạnh huyền bằng a căn hai thì mỗi cạnh của chúng ta là bằng a được chưa à, góc tạo bởi giữa B phẩy C a à, thằng B phẩy C thằng nào đây B phẩy C và đáy đúng không B phẩy C này các bạn nghe này B phẩy C thằng này đúng không? Và với đáy ABC bằng 45 độ, nó luôn luôn ở góc này này đúng không? Đó, nhìn nhanh nhá, B phẩy C và đáy là góc này 45 độ. Và đây là hình lăng trụ đứng. Điều đấy có nghĩa là gì? Điều đấy có nghĩa là các bạn suy luận ra một cách rất là nhanh. Tam giác B phẩy BC của thầy là ta vuông cân tại B. Đúng không ạ? Hai cạnh này bằng nhau. Cạnh BC bằng A thì thằng B phẩy cũng bằng A. Và đây là chiều cao luôn. Đó, được chưa? Những cái đó không quan trọng, cái đấy nó chỉ là giải mã bình thường thôi. Bây giờ người ta hỏi một câu là thể tích mặt cầu đúng không ạ? Thể cái khối cầu ngoại tiếp hình chóp này này. Kinh không? Đó. À... Thấy kinh không? Thế ai mà chả biết V cầu bằng gì các bạn? V cầu của chúng ta ai mà chả biết là bằng 4/3 pi nhân r mũ 3. Ai mà chả biết. Thế bây giờ thầy hỏi các bạn là r bằng bao nhiêu? Ngoại tiếp hình chóp nào? C phẩy đúng không ạ? AB B, B phẩy A phẩy nào biết <laughs> Theo các bạn thầy dạy cho các bạn là chúng ta có mấy bước rồi nhỉ Chúng ta có tổng cộng đây hình chóp đúng không Đây là mình chóp Và chúng ta được thầy dạy là tổng cộng là ba dạng rồi Dạng thứ nhất là dạng mà tất cả mọi đỉnh đều nhìn một cạnh Giữa một góc vuông Dạng thứ hai là hình chóp mà chúng ta có một cạnh bên vuông góc với đáy Đúng không dạng thứ ba là cái dạng mà chúng ta xác định hai trục vuông à, của hai mặt phẳng vuông góc với nhau đấy đúng không và dạng thứ tư là mặt bên vuông góc với à, mặt đáy dạng thứ tư thì thầy chưa dạy những ba dạng trên thì thầy dạy các bạn rồi và theo các bạn trong bài này chúng ta sẽ biết nó nằm ở dạng thứ mấy bạn đã biết không nằm ở dạng thứ mấy dạng hai đúng rồi đấy nhìn ra đâu à đấy nó nằm đây đây nằm đây là dạng hai chính xác chỉ cần biết như thế là đủ rồi các bạn tinh thế nó nằm ở chỗ đấy đúng không dạng thứ hai dạng thứ hai tại sao thế bởi vì các bạn nhìn thấy này hình chóp đúng không hình các bạn thấy viết rồi cho các bạn rõ này hình chóp nhiều bạn chưa tư duy được nên thầy viết cho các bạn biết luôn hình chóp của chúng ta là C phải là đỉnh đây đáy là AB đúng không A này B này B phải A phải đúng không thì rõ ràng nó đang có cạnh C phải B phải này vuông góc với đúng không có cạnh C b phẩy nó vuông góc với cái mặt phẳng a b b phẩy a phẩy là cạnh bên vuông góc với đáy đây <laughs> đúng không cạnh bên vuông góc với đáy thì làm sao thì luôn luôn chúng ta có công thức mặc định sẵn thôi thì r của chúng ta có đúng là bằng căn bậc hai của r đáy bình không cộng với h bình trên bốn không Đấy, thầy dạy rồi r đáy là gì các bạn nhớ đây là đáy này, đây là đáy, đáy của chúng ta là A, B, B, A, phẩy đúng không ạ? Thằng này bằng A, thằng này cũng bằng A thì đây là một hình vuông Hình vuông thì chúng ta sẽ suy ra là uh, đường kính, đúng không ạ? Đường kính là là đường chéo luôn, chúng ta chia đôi ra thì thầy sẽ có là bằng A căn 2 trên 2 Hiểu không ạ? Bởi vì đó là bán kính của đường tròn ngoại tiếp, một hình vuông mà, một nửa đường chéo ấy Đường chéo là bằng A căn 2 Sao các bạn chia đôi ra thì đó là bán kính thôi, đúng không? Cộng với H bình, H bình là thằng nào? H là thằng này này Đúng không? Đối với hình chóp thì C'B' là h. C'B' thì cũng bằng với cạnh CB là bằng a bình trên 4. Nếu bạn nó nhẩm được nhanh chúng ta sẽ có là bằng mấy các bạn? 3 bình trên 4 là a căn 3 trên 2. Đó. vậy suy ra thể tích bằng 4/3 pi r mũ 3 là bằng 4/3 pi này mũ 3 lên thầy có là 3 căn 3 trên 8. Đúng không ạ? Thì đây sẽ có là bằng 33 hết là 4 pi 3. 8 đúng chưa các bạn đúng không nhỉ rút à, gọn được tiếp đúng không rút gọn được tiếp thì thầy sẽ có là bằng căn 3 pi trên 2 đúng không đương nhiên có a mũ 3 nhá chắc chắn có a mũ 3 rồi căn 3 pi trên 2 thì nó chỉ có là bàn a thôi đúng không ạ Xong. đỉnh cao không thầy chỉ dạy cho các bạn đủ bốn dạng là các bạn cần hết tất cả mọi bài rồi đúng không ạ và đây là dạng thứ hai là một hình chóp hình chóp tam giác hình chóp từ ra thì nó được có cạnh bên vuông góc phải đấy thì đây là cái công thức các bạn tìm nhanh cho thầy được chưa Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu 44 Câu 44 nào Đầu mỗi một tháng chị B gửi vào ngân hàng 3 triệu Với hình thức lãi kép với lãi suất 0,6% một tháng Không thay đổi trong quá trình gửi tiền Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng chị B có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 150 triệu đồng Câu này mà không 30 giây thì phí cuộc đời các bạn ơi Đó, các bạn thấy thầy dạy hết cả chưa <laughs> Dạy hết chưa Câu này không làm được nữa thì làm sao mà đi thi được Đúng không? Tóm đi tóm lại là gì? Nó là hai tóm chúng ta có công thức lãi suất kép là T bằng A nhân 1 cộng R tất cả mũ N. Đúng không? Đấy thì một công thức là ra ngay mà. Tóm lại là gì? A là gì? 3 triệu đồng. Đúng không ạ? Theo hình thức lãi kép. lãi suất không thay đổi. Sau ít nhất bao nhiêu tháng chị B có được số tiền cả gốc lẫn lãi nhiều hơn 150 triệu? Tóm lại là chúng ta có A là bằng 3 triệu. Được chưa? Nhân với 1 cộng r, r của chúng ta là bằng bao nhiêu bạn? 0,6%, 0,6% nếu là một tháng nhé. tất cả mũ gì các bạn mũ n thôi. n là cái chúng ta cần tìm an đúng không? lớn bao nhiêu các bạn lớn hơn 150 triệu là lớn 150 này. đến đây các bạn giải bằng tay bằng máy gì cũng được đúng không? Thì chúng ta có 1 cộng 0,6% mũ n lớn hơn 150 chia 3 thì bằng 50 này. tương đương với n của chúng ta sẽ lớn hơn logarit cơ số 1 cộng 0,6% của 50. Ờ, thì các bạn lấy máy tính bấm như thầy xem lớn bao nhiêu đúng không? Lốc của một cộng 0,6 phần trăm trên là của 50 bao nhiêu các bạn? Có sau số nhiều 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 tháng thế các bạn nhỉ? À, đúng chưa? 150. Ừ ờ, đúng rồi. Một cộng 0,6 Đúng chưa các bạn nhỉ? Số to thế nhỉ, 1 cộng 0,6% Mình có tính đâu sao nhỉ 150 chia 3 đúng rồi mà nhỉ Đó, lớn hơn 150 đồng Sau ít nhất Bao nhiêu tháng Đúng chưa nhỉ Đầu mỗi một tháng Đầu mỗi tháng, à xin lỗi các bạn Đây là uh, Đây là đầu mỗi tháng Xin lỗi các bạn, đây là gửi theo kiểu khác rồi bài toán về uh, Gửi tiết kiệm hàng kỳ ok nhé gửi tiết kiệm hàng kỳ Được các bạn tiết kiệm hàng kỳ rồi đúng không ạ hàng kỳ tức là mình quên đọc mất từ này này tưởng là chị gửi có một, một lần thôi hóa ra là chị gửi nhiều lần và cứ mỗi một tháng chị gửi vào 3 triệu với mắt thầy đọc đọc thiếu mất từ này thì chúng ta phải dùng công thức khác các bạn công thức này nó khác với cả những cái công thức còn lại là công thức này nó chỉ dùng với bài toán gửi một lần thôi tức là ông chỉ gửi đúng 3 triệu thôi đúng gửi đúng 3 triệu một lần duy nhất nhưng bài này không phải thế mà đầu mỗi tháng tức là tháng nào cũng gửi Thế nên là chúng ta phải dùng công thức khác, công thức của chúng ta là công thức về gửi tiết kiệm định kỳ đúng không ạ? Chúng ta có SN sẽ bằng gì? A trên R nhân 1 cộng R tất cả mũ N từ 1. Đúng không? Nhân với gì các bạn? Nhân với 1 cộng R. Đó, công thức gửi tiết kiệm hàng kỳ là như thế. Đúng không? Thì SN của chúng ta là tổng số tiền thôi nhá, tổng số tiền của chúng ta đó là 150 triệu thì tóm lại các bạn cũng lắp vào nhá. A này là bằng 3 này. Trên R là trên cho 0,6% Ok 0,6% này Đó, Nhân với 1 cộng 0,6% Tất cả mũ N Thứ 1 Đúng không? Nhân với 1 cộng với 0,6% Lớn hơn bao nhiêu các bạn? Lớn 150 triệu Lớn 150 triệu thực ra trừ 150 Nó sẽ lớn không Đấy, đó, công thức này là công thức chuẩn rồi đúng không? Công thức này này, công thức này là công thức gửi tiết kiệm hàng kỳ. Cụ thể trong bài này là gửi hàng tháng nên các bạn dùng công thức này. Nhá. Được chưa các bạn? Để chúng ta lấy máy tính bấm thôi nha bấm thôi nha Chúng ta có phân số của ta đó là 3 chia cho 0,6%. trăm uhm, nhân với 1 cộng 0,6% phần trăm tất cả mũ n là mũ x này trừ một à ok trừ một nhân với một cộng không phẩy trăm được chưa các bạn ok không ngon thôi nhỉ trừ một trăm năm mươi ship slove xem nào Bài này có tận 44 tháng à Chúng ta dò 44 xem nào Có nhiều bạn bỏ 44 luôn A43,628 à, đúng không ạ Vậy chúng ta sẽ suy ra là Chip Slove đúng không Chip này Đó, Cộng với Slove này Được chưa Thì chúng ta sẽ dò ra được Đó là N của chúng ta sấp xỉ 43,628 43,628 đúng không ạ? Thì chúng ta lấy đáp án gì các bạn? Lấy 44 thôi, đấy, đáp án C thôi. Ờ... À... Được chưa các bạn? 44C nhá. Ok rồi. Tiếp tục câu 45. 44C nhá. Rồi ok. Đó. cho hàm số mấy có bảng biến thiên như sau. Tìm tất cả giá trị của M để bất phương trình này <laughs> có nghiệm. có nghiệm, có nghiệm, có nghiệm. những cái bài như thế này kể cả phương trình hay bất phương trình chúng ta đều có một cách làm chung đó là gì các bạn? Cô lập M thôi. Đúng không? Đó, tất cả những bài này thì thường là chúng ta dùng cô lập M nhưng mà vấn đề chính là để có nghiệm thì mờ của chúng ta là như thế nào bạn lớn mắc hay lớn lớn min đây các bạn biết đâu bạn đã biết không? lớn mắc hay lớn min đây cái này cũng khá là quan trọng nhé mắc hay min các bạn, bạn biết đâu bạn đã biết đâu mắc hay min <laughs> cô lập thì đương nhiên rồi đúng không ạ bởi vì bài này thì đề bài đã cô lập sẵn cho các bạn rồi mà chúng ta chỉ bản chất là chúng ta sẽ gọi phương trình về bên trái là f gì các bạn fx thôi chúng ta đặt à, sau đó thì các bạn tìm mắc min của thằng fx thôi đúng không lớn min đúng rồi chính xác đấy nhiều bạn đã nhìn là rất là nhanh học lại là trong lớp của chúng ta có nhiều bạn tư duy đỉnh cao lắm mọi người nhớ học hỏi nha đúng không đặt đúng không? đặt về trái của chúng ta đặt về trái nó chính là hàm số gới chẳng hạn nó chính là bằng f của căn x cộng 1 cộng 1 đó và chúng ta đi tìm min của nó thôi đúng không tìm min của nó chính xác tìm min bằng cách nào bước một đặt cái trong ngoặc bằng t đặt căn bậc 2 của x cộng một đúng không ạ cộng với 1 thì bằng thì bằng t đó đẹp trai chưa đẹp đẹp trai chưa các bạn thì các bạn sẽ suy ra một điều là cái thằng t này sẽ luôn luôn lớn hơn gì bạn lớn hơn hoặc bằng một đúng không lớn bằng một bởi vì cái này lớn bằng không này lớn bằng không cộng một là lớn bằng một thôi suy ra cái hàm số của chúng ta đang g x này này nó sẽ trở về một hàm số mới đúng không ạ nó sẽ trở về một hàm số về trái này chủ chúng ta nó trở về một hàm số là g t chẳng hạn đó nó sẽ bằng f của t đúng chưa với t của chúng ta lớn bằng một đúng không các bạn nhìn vào đây này tất cả đều nhìn vào đây hết đây là đồ thị f của chúng ta bản chất là các bạn nhìn t lớn bằng một thì nó xem như g x lớn bằng một vậy f x là gì các bạn là f t chúng ta đều nhìn vào bảng mình thi này các bạn biện luận đúng chưa đúng chưa các bạn chúng ta nhìn thế này nếu như x lớn bằng một Đấy. các bạn thấy không ạ thì suy ra cái g của nó sẽ lớn bằng mấy các bạn trừ một hay bản chất là ẩn thuộc một đến dương cùng thì hàm của chúng ta nó sẽ di chuyển từ 3 đến trừ bốn và lên đến, đến dương vô cùng đúng chưa vậy các bạn sẽ suy ra là gì các bạn min đúng không của Gx của chúng ta cũng chính là min của gt luôn nó là bằng mấy các bạn bằng mấy bằng trừ bốn hiểu vấn đề không ạ hiểu vấn đề chưa tức là quá trình đặt này nó chỉ là để cho các bạn mượn cái đồ thị này các bạn biện luận thôi mượn cái bảng miền thiên này các bạn biện luận thôi đúng không? đây là một bài toán mắc min của hợp mà thầy đã dạy cho mọi người rồi nhá mắc min của hợp đó đúng không? chúng ta đặt ẩn phụ thì các bạn sẽ dùng cái đồ thị này các bạn xem t là ST Ft, là hẹp x. Đúng chưa? Nếu T nó thuộc à, 1 đến dương cùng tức là lớn bằng 1 thì xem như x nó lớn bằng 1 đây. Thì cái F của nó sẽ lớn bằng 4. Và 4 đó chính là giá trị bé nhất của nó. Đúng không? Bài này tồn tại min không? Có tồn tại min thì chắc chắn là các bạn sẽ suy ra bước thứ hai Để phương trình có nghiệm này M luôn luôn lớn bằng F của căn x cộng 1. Cộng 1. Đúng không ạ? Có nghiệm. Khi và chỉ khi M lớn bằng min đúng không ạ? M lớn bằng minh thì tương đương với m sẽ lớn bằng mấy các bạn? Lớn bằng chữ -4. Đó đáp án gì các bạn? Đáp án bản... à, Ok chưa? Xong nhá. 46 nào. 46. À bây giờ đến câu hình khó rồi các bạn nhá, đến câu hình khuyết này đúng không Cho hình cho bên ABCD. Đấy là hình thang vuông tại A và B. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng đáy trùng với trung điểm của AB. Ok, vẽ hình được rồi. Đúng chưa? Đây vẽ hình này. Đó, S đây các bạn nhá. Đây là A này đúng không? Đây là B này, đây là C, đây là D đây. Vuông tại A và B, A và B đây. H đây. Đúng không ạ? Và đây là trung điểm các bạn nhá. Được chưa các bạn, ok không? Cố gắng vẽ hình này nó phát họa thôi, đây là hình thang vuông ấy. đúng không? Vuông tại A và và B các bạn ký hiệu vào càng rõ ràng càng tốt. Đây vuông đây. Vuông đây. Đúng không? Đây cũng vuông đây. Này trung điểm đây. Được chưa? Tiếp tục. Chú ý này. Uh, AB bằng A, AB, AB bằng A này, BC bằng 2A, Đó, BD bằng A căn 10 đúng không? BD bằng A căn 10 đây, Đó, A căn 10, thì chúng ta suy ra cái gì các bạn biết không? BD bằng A căn 10 và các bạn nhớ là cái tam giác ABD của chúng ta là tam vuông tại A nhé, đây mọi người phải để ý kỹ này, Đó, đây vuông tại A đây đúng không? Viết A đây cho nó rõ này, tam giác ABD là tam vuông tại A, đây bài cho cạnh BD rồi. Cạnh huyền. Cho cạnh AB rồi. Đúng không? Đó, mà thằng này bằng a, thằng này bằng a căn 10 thì chắc chắn cạnh ABD này bằng mấy các bạn? AD bằng 3a thôi. Đúng không? Các bạn thử đi. a bình cộng 3 tất cả bình 10a bình căn ra đúng bằng a căn 10 không? Đó, nó quanh đi quẩn lại nó cũng là định lý Pythagore thôi. Đúng chưa? Ok không ạ? Rồi, góc giữa hai mặt phẳng SBD và đáy bằng 60 độ? Nói chung là bài này nó chỉ có một điểm nhận thôi nếu bạn mà xác định được góc này thì là ra này góc tạo giữa mặt phẳng SBD và đáy ABCD bằng 60 độ bạn nào dựng được góc này thì là bạn này sẽ ra được <laughs> đúng không tìm thể tích khối chóp này này tìm thể tích khối chóp đó hiểu đây không ạ hiểu chưa thì bây giờ thầy dạy cho các bạn cách tư duy như này này chắc chắn 100% là chúng ta phải dựng ra góc 60 độ nhưng trước khi dựng 60 độ thì các bạn sẽ tư duy theo cái đề bài như sau thể tích khối chóp này đúng không V của chóp S.BCD hiển nhiên bằng 1 phần 3 chiều cao đúng không ạ chiều cao đây là SH luôn đúng không bởi vì SH này là chiều cao nó vuông góc với mặt phẳng đáy thì nó cũng vuông góc mặt phẳng BCD luôn tức là bản chất là hai hình chóp nào đều có cung chiều, chiều cao là SH và nhân với diện tích đáy hiển nhiên là diện tích của tam giác BCD đúng không ạ tuy nhiên diện tích của tam giác BCD thì chúng ta cũng có cực kỳ nhiều cách để các bạn tìm <laughs> Bạn nào biết cách tính nhanh nhất của diện tích tam giác BCD không? <laughs> bạn nào biết không? Thầy dạy cho bạn nghe nhá. SH NH các bạn chưa tính này, SH thằng này là cái mà chúng ta cần phải tìm này. Đó, thằng này cái số 2 này đúng không ạ? Nhưng diện tích tam giác thì tìm được rất là nhanh. Cái số 2 các bạn tương đương luôn. Diện tích của tam giác BCD. Tính nhào cho nhanh đây. đã biết không? Đầu tiên thì các bạn có thêm rất là nhiều cách nha. Một là các bạn có thể tính diện tích của hình thang ra. Đúng không? Đó, diện tích hình thang ra. Sau đó thì làm sao? Trừ đi diện tích của tam giác vuông ABD thôi thì nó sẽ ra là thằng còn lại là thằng này. Đó, diện tích của tam giác BCD cần tìm đấy. Trừ diện tích, đúng, nhưng mà đó không phải là cách nhanh. <laughs> các biết cách nhanh là cách gì không? Cách nhanh của chúng ta là bằng 1/2 chiều cao nhân với cạnh đáy. Các bạn xem cạnh BC cạnh đáy là bằng 2a. Đúng không? nhân chiều cao thì bản chất là nhân chiều cao nhân thằng nào khoảng cách từ điểm D đến cạnh BC. không ạ? mà khoảng cách từ điểm D đến cạnh BC có đúng bằng cạnh AB luôn không? Bởi vì đây là hình thang mà hai thằng này song song với nhau này. Đúng không ạ? Khoảng cách điểm D đến cạnh BD, BC này này nó cũng bằng khoảng cách từ điểm A đến cạnh BC và đó là cạnh bằng cạnh AB luôn. Là bằng a tức là bằng gì các bạn? a bình nó hay không? ấy mới là là cái cái hay nhất này còn trừ diện tích nó chưa phải hay thằng này mới là hay nhất này <laughs> đỉnh cao không hiểu không đó cái thứ hai thì được rồi nhưng bây giờ với cái số 1 các bạn phải tìm này cái số 1 là tìm chiều cao hát là cái quan trọng nhất đúng không nhưng chắc chắn 100 là bây giờ làm sao để các bạn tìm được chiều cao thì bắt buộc phải dựa vào góc 60 độ góc tạo bởi giữa mặt phẳng SBD và đáy là bằng 60 độ thì theo nguyên tắc mà thầy đã dạy cho mọi người là chúng ta sẽ tung ba trưởng đúng không? Thúc mắt trưởng. Trưởng thứ nhất là gì? Trưởng thứ nhất đó chính là hạ từ S xuống H. Vuông góc rồi đấy là trưởng số 1. Trưởng số 2 từ H chúng ta kẻ đường thẳng vuông góc với giao tuyến thì thầy có thể kẻ một đường thẳng HI chẳng hạn. Đó, à, đây vuông góc giao tuyến. Đúng chưa? Trưởng thứ ba các bạn nối SI với nhau. đó để cho các bạn hình dung không thì góc tạo bởi giữa hai mặt phẳng đó chính là góc tạo bởi trưởng thứ hai và trưởng thứ ba tóm lại là góc SIH của chúng ta góc này này đúng chưa bằng 60 độ nó chính là góc SIH hiểu không Thầy nhắc lại là cái, cái, nguyên tắc để xác định góc tạo bởi ra mặt phẳng thì mọi người phải để kỹ và nó có cách để các bạn xác định là tung ba trường Uh, luôn luôn xác định được chính xác 100% tất cả bài toán về góc tạo bởi ra mặt phẳng khi mà biết trước giao tuyến giao tuyến của chúng ta là BC BD xin lỗi các bạn BD đó hiểu không hiểu chưa bây giờ chúng ta phải tìm HI ra trước thôi đúng không tìm HI nhưng bạn đã biết được HI tìm nhau không bạn đã biết tìm HI nhanh nhất bằng cách nào <laughs> BCD đâu có vuông thầy BCD á B, C, D có cần vuông đâu Không vuông thì chúng ta có cần nhất thiết phải vuông đâu <laughs> Được chưa Nào bạn nào cho thầy biết là cạnh H, I tính nhào cho nhanh nhất nào H đây, I đây Đúng không ạ Tam giác S, H, y này Các bạn nhớ này Xét Tam giác vuông Đúng không ạ S, H, y. Vuông đâu Vuông tại, uh, vuông tại H đúng không ạ Vuông tại H Đó, được chưa Vuông tại H thì rõ ràng là chúng ta có góc này bằng sáu uh, 6 độ này có cạnh HI rồi để chúng ta tìm chiều cao là SH đấy thì cái thằng SH này nó có đúng là lấy cạnh HI không nhân với tan 6 độ đúng không ạ nhân với tan 60 độ đó đúng chưa các bạn lang rồi à lang thì các bạn thoát ra vào lại các bạn nhé lang rồi lang rồi các bạn thoát ra vào lại cho thầy chỉ ý xem như nó cũng hơi bị giật đi sao các bạn vừa một phát là nó vừa lăng luôn các bạn ạ ok mà các bạn thoát xa xong vào lại đi các bạn ạ thoát xa xong vào lại nhá vẫn ok đấy đúng không Còn mượt làm thế ok nào được chưa? Nào các bạn xem này, cái HI là cái chúng ta đang cần phải tìm. Khi mà các bạn tìm được HI thì chắc chắn các bạn tìm được SH. Bởi vì cho góc này bằng 60 độ để chúng ta tìm được chiều cao là chính thôi. Nhưng mà các bạn làm sao tìm được HI các bạn biết không? Làm nhanh nhất tìm HI đó là gì? Từ điểm A chúng ta kẻ một đường thẳng vuông góc với gì các bạn? Vuông góc với gì đây? Vuông góc BD. Thì gọi đây là AK chẳng hạn. Đúng không? Thì chắc chắn các bạn tìm được AK. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có hệ thức lượng 1 trên AK bình này bằng 1 trên AB bình là 1 trên A bình. Cộng với 1 trên AD bình đúng không ạ? Là bằng 1 trên 3 bình. Chúng ta tính xương xương là bằng mấy các bạn? 4 trên 3 bình. Thì suy ra cạnh AK của chúng ta. Nó chính đoàn A căn 3 trên 2. Đúng không? AK. Thì theo tính chất thì các bạn biết rằng H này là trung điểm của AB. Và cái thằng HI và thằng AK đều song song với nhau bởi vì cùng vuông góc với D hay tóm lại là các bạn thấy là cạnh HI này đóng vai trò là gì? Đóng vai trò là đường trung bình. Đúng không ạ? Trong tam giác A, B, K. Đó. Thì HI này hiển nhiên là bằng một nửa của thằng AK thôi. Đúng không ạ? Thì tóm lại suy ra cái thằng HI bằng gì mấy? Suy ra HI của chúng ta. Nó sẽ lấy AK. Đúng không? Mà chia đôi. Thì các bạn có AK 3 trên mấy các bạn? AK 3 trên 4. Đơn giản không ạ? Thì thay vào đây này. HI bằng AK 3 trên 4 nhân với tan 60 độ nhân với căn 3 nữa chúng ta có 3 trên 4 xong được chưa các bạn 9 a bình à ok 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 9 a bình nhá 9 a bình thì sửa lại 9 a bình thôi đúng không à, uh, 9 thì là 10 đúng không 10 trên 9 a bình ok nhá 10 Đó, trên 9 a bình đúng không Đó, thì sửa lại thì bằng 3 trên căn 10 thôi dìm căng đúng không 3 này trên căn 10 này thì HI của chúng ta đó là bằng HI của chúng ta thầy viết thế này nhá. HI của chúng ta đây đúng không? Là bằng 3A Trên cho 2 căn 10. Được chưa? Thì nhắc lại là cái thằng AD này là bằng bình lên đúng không? Bình lên thì nó là, sẽ là bằng 9A bình. 1 trên A bình cộng 1 trên 9A bình thì sẽ là bằng 10 trên 9A bình. Thì căn ra thì bằng 3A trên căn 10. AK đấy. Đúng không? Thì HI của chúng ta nó sẽ bằng một nửa nữa là phải chia đôi tiếp. Đây bóng 3 trên 2 căn 10. Đã vào đây nhá. 3A này. Đó, trên gì các bạn? 2 căn 10. Được chưa? Ok không ạ? 3 trên 2 căn 10 nhá. Các bạn có nhìn được không? Thầy nhắc lại này. đây, thầy viết lại để cho bạn SH của chúng ta sẽ là bằng 3 A đúng không? Nhân căn 3 nữa. Trên 2 căn 10 đây. Đó. Để chưa? Xong rồi nhé. đúng không ạ SH đã xong rồi thế bây giờ chúng ta tìm cái gì à chúng ta sẽ đi tìm thể tích luôn đúng không ạ tóm lại là các bạn sẽ tìm một thể tích luôn nhá lắp vào đây vậy suy ra thể tích của khối chóp S chấm BCD nó sẽ bằng 1 phần 3 SH là cái mà các bạn tìm trong này đúng không ạ 3A căn 3 trên 2 căn 10 đó nhân với thằng uh, diện tích đáy là nhân với gì các bạn nhân với A bình luôn đúng không ạ? xong chưa các bạn rút gọn đi rút gọn thoải mái được đúng không ạ chúng ta sẽ có làm bằng a mũ 3 căn 3 trên mấy các bạn tiền 2 căn 10 luôn đúng không đó, thì là bằng a mũ 3 căn của 30 trên mấy các bạn trên 20 mũ... thì đáp án chuẩn của chúng ta là bán gì các bạn đáp án gì đây đáp án, đáp án là đáp án, đáp án C đó được chưa các bạn C nhá hiểu không <laughs> Ok chưa các bạn? C nhé lập tọa độ hóa nhanh hơn không ạ? Thực ra là không nhanh hơn đâu các bạn. Đây là cách mà làm thầy nghĩ nó cũng bình thường nó không phải là quá là khó. Quan trọng nhất là các bạn xác định góc để chúng ta tìm ra là ok ngay. Đúng không? Thầy nói lại cái diện tích BCD đi thầy. BCD thì các bạn có thể làm hai cách đấy. Một là các bạn có thể uh, lấy diện tích hình thang các bạn trừ đi diện tích tam giác vuông thì nó ra ngay mà. Các bạn cứ thử lại cách đấy. Nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu 47. Câu này cũng là một câu rất là hay và khó này. À, cho hàm số x sẵn rồi đúng không? Hàm số x đây. U rồi hàm số đây đúng không? Ui rồi ơi, đây là hàm số rất hay. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của M để hàm số này? Trị tuyệt đối Fx có 5 điểm cực trị. Có 5 điểm cực trị. Thế gặp các bài toán này thì đầu tiên các bạn phải làm gì? Thực ra thì nó cũng bài toán rất là hay. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm sao để các bạn tư duy để cách mà làm giảm làm, làm nhanh nhất các bạn ạ câu này thì không 30 giây được đâu Câu này nó phải liên quan tính toán nhiều đây các bạn Không 30 giây được đâu Bài này là bài toán mà hàm số fx của chúng ta nó chưa chắc là hàm số 3 các bạn nhé Nếu bạn nào bảo đây là hàm số 3 thì nó chính là mồm điêu đúng, Tại sao thế? Bởi vì hệ số A của chúng ta đâu phải là, là, là khác không đâu đúng không? Thì rõ ràng là bài này các bạn phải chia làm hai trường hợp Trường 1 là chúng ta cho A bằng 0 A bằng 0 thì các bạn sẽ suy ra cái thằng fx của chúng ta nó bây giờ nó trở thành một hàm số mới Thay bằng 0 này Này bằng 2 các bạn thay vào đi 10 bằng 2 đấy. A bằng 0 thì 10 bằng 2 mà đúng không? Tương đương 10 bằng 2 này, bỏ vào đây. Đây đây. Này không này. 4 trừ 3 là 1 đúng không ạ? Chứ ạ, 1 nhân 2 là trừ 2 tóm lại trừ 2x bình này. Đó, 5 nhân 2 10, 10 trừ 3 thì còn 6, đúng không? Các bạn 10 trừ 3 còn 7 chứ nhỉ? Tí nữa toa, 7x. Đó, được chưa? Trừ 4 trừ 2 là trừ 6. Được chưa? thì đây là hàm số bậc 2 đó thì uh, trị tuyệt đối của fx đúng không? không thể không có năm điểm cực trị được thì tất cả hàm số bậc hai thì các bạn biết là đồ thị của nó là một parabol thì khi lấy đối xứng lên thì không bao giờ có điểm, 5 điểm cực trị mà nó chỉ có nhiều nhất hai điểm cực trị thôi đó các bạn hiểu vấn đề không ạ Để lấy ví dụ cho các bạn như sau đây giả sử đây là trục ox của chúng ta nhé các mọi người phải chú ý này đây là trục ox đây đúng không đó giả sử parabol của chúng ta nó như thế này đúng không đây đồ thị fx các bạn nhớ là để tìm được đồ thị trị tuyệt đối thì chúng ta bỏ thằng ở dưới đi đúng không giữ nguyên thằng trên đúng không đó và lấy đối xứng của cái thằng bỏ Cái toàn bộ đồ thị nó nằm bên trên trục x này này đó là đồ thị của trị tuyệt đối fx đúng không đây là đồ thị của trị tuyệt đối fx cần tìm nó nó chỉ có mấy điểm cực trị nó chỉ có tối đa là ba điểm thôi cho nên là tất cả các đồ thị của hàm số bậc hai một parabol đúng không khi các bạn lấy đối xứng bằng 0 cũng không bảo còn năm để cực trị. Nên mọi người có thể loại trường hợp này ngay và luôn. Các chưa? Trường hợp 1 ấy. Trường thứ hai là các bạn thấy rằng là nếu như hệ số A của chúng ta khác không đấy, đúng không? A khác không thì M khác 2. M khác 2 thì uh, bây giờ các bạn mới có quyền nói đây là một hàm số bậc 3 hoàn chỉnh. f(x) bằng M 2 nhân x mũ 3. Đúng không ạ? 2 số cho 2M 3 nhân x bình đúng không? cộng với 5m 3. nhân x 2m 2. Đó đây là một hàm số bậc bậc 3 hoàn chỉnh các bạn nhé. Được chưa? Nhưng mà làm sao để có năm điểm cực trị các bạn biết không ạ? Đây bài này phải tư duy rồi đúng không? Có nhiều bạn bảo dùng công thức S a b cũng được thôi nhưng mà cách đấy nó vẫn lâu. Bài này nó chỉ có một cách làm nhanh nhất thôi mà thầy cũng đã dạy cho các bạn ở các bài toán về thi thử rồi. Đây bây giờ nói nó, nó chắc chắn là một đô thị hàm số 3 rồi ok nhưng 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 các bạn nghe này nghe này từ từ các bạn đô thị bậc 3 đúng không mà trị tuyệt đối của nó đây là trị tuyệt đối của tất cả nhá có 5 điểm cực trị thì chắc chắn là các bạn phải dùng đến gì các bạn dùng đến đô thị đúng không? dùng đến đô thị tức là nó như này các bạn này các bạn tưởng tượng như thế nhá đô thị bậc 3 thì nó phải có dạng này này đó đây đô thị epic đây đúng không đây trục Ox này. O đây. Y đây. Đó, đúng không? Đồ thị này như thế này, đó là đồ thị gốc nhá. Bây giờ chúng ta tìm trị đối với nó đúng không? Mình làm hai bước, bước 1 là gì? Là giữ nguyên đồ thị nó nằm bên trên này. Giữ nguyên đồ thị nằm bên trên này. Bỏ đồ thị nằm dưới này. Đúng không Và lấy đối xứng của thằng bỏ thông qua trục Ox. Đó. Đúng không? Thì toàn bộ cái đồ thị này này nó đang nằm bên trên chủ quốc này này đó là gì đó là đồ thị của hàm số trị rồi đấy bên cần gì? đúng không mình đến thôi một này hai này ba này bốn và năm điểm cực trị này đó cả thấy hay không năm điểm cực trị đấy các bạn điều đấy cũng có nghĩa là đối với đồ thị bậc ba ấy mà muốn có năm điểm cực trị cái trị tuyệt đối của nó thì suy ra là đồ thị gốc đúng không ạ nó phải cắt trụ ối tại ba điểm phân biệt đấy, các bạn hiểu vấn đề không từ đấy thì mình suy ra là một điều này đây là điều kiện này điều kiện là gì để hàm số đô thị hàm số đô thị hàm số trị tuyệt fx có 5 điểm cực trị khi nào khi và chỉ khi hàm số gốc của chúng ta fx đúng không ạ nó phải làm sao vậy các bạn nó phải làm sao phải cắt đúng không trụ ox tại 3 điểm phân biệt Đấy, các bạn thấy vấn đề không ạ? Tại ba điểm phân biệt là được. Chỉ cần cắt tại ba điểm phân biệt thì sau khi các bạn bỏ phần dưới trục x lấy đôi xứng lên thì nó sẽ có đúng đích thực là con nào để cực trị. Đúng không? Từ đấy thì mình suy ra thôi. Cắt trục x thì các bạn sẽ suy ra một cái phương trình tương giao của đồ thị này với cả là trục x thì chúng ta sẽ tương đương với phương trình như sau. m 2 này nhân x mũ 3 này trừ 2 này đúng không ạ? Nhân 2m trừ đi 3 nhân x bình đây cộng với 5m 3 đúng không? họ trừ đi 2m trừ 2 thì bằng 0. Đây là phương trình tương giao của đồ thị với cả trục hoành đấy, đúng không? Phải làm sao các bạn phải có hai nghiệm, phải có ba nghiệm phân biệt. Đúng không? Bắt buộc thằng này phải có ba nghiệm phân biệt. Nhưng làm sao để biết được phương trình bậc 3 có ba nghiệm phân biệt? Thì thường là nó sẽ có một nghiệm đẹp. Phương trình bậc 3 này thường là nó sẽ có một nghiệm đẹp. Đó, được chưa các bạn? Thường là sẽ có một nghiệm đẹp các bạn nhé thì thì chúng ta làm sao để biết nghiệm đẹp thì thường là chúng ta sẽ lấy máy tính bấm các bạn bấm 1923 là giải phương trình của 3 cái gì có mơ thì các bạn cho bằng 100 được hoặc 1.000 gì đấy nhá đó, các bạn giải bình thường cái này thì thầy cũng đã dạy cho mọi người rồi tất cả những cái gì có m các bạn cứ cho bằng 100 và các bạn bấm máy tính để xem là nghiệm đẹp của chúng ta là nghiệm gì đúng không M chữ 2 là các bạn cho 100 chữ 2 là bằng 98 luôn nha. Đó, chỗ này chữ 2 nhân với 200 chữ 3. Đúng không? Chỗ nào có m thì auto 100 nhé. Đây là 500 3. Trừ 3. Đúng không ạ? Đây là trừ 200 2 là trừ 202. Được chưa? Đã cả theo không ạ? Đó. Hiểu không? Tức là sau khi đó, sau khi các bạn bấm máy tính xong thì chúng ta chắc nịch là sẽ có một nghiệm rất đẹp. Đó là bằng 2. Điều đấy có nghĩa là à cái toàn bộ cái phương trình của bạn nó tách thành gì các bạn? X 2 nhân với một phương trình nào đấy? bằng không bạn nhớ vấn đề chưa thường nếu như các phương trình bậc 3 của chúng ta ấy đúng không? để có ba nghiệm phân biệt thì chúng ta sẽ có một nghiệm đẹp trong đấy có nhiều bạn sẽ thắc mắc thế nếu không có nghiệm đẹp thì làm sao nếu không có nghiệm đẹp thì chúng ta phải tìm y cực đại y cực tiểu trái dấu nhau đúng không? nếu như trong ngưỡng mà không có nghiệm đẹp ấy nếu không có nghiệm đẹp thì chúng ta phải làm theo kiểu là đồ thị bậc ba chúng ta như này này đó. đúng không nếu không có nghiệm đẹp nhé thì chúng ta phải làm theo kiểu đó là y cực đại này nó nằm bên trên trục OX Y cực tiểu nằm bên dưới trục OX thì nếu không có nghiệm đẹp thì chúng ta phải bắt buộc phải giải theo kiểu đó là có hai điểm cực trị sao cho Y cực đại nhân Y cực tiểu âm Để chưa? sao âm bởi vì thằng này Y cực đại nó nằm bên trên trục OX thằng này phải dương này Y cực tiểu nằm dưới trục OX thằng này phải âm này một cái dương nhân với cái âm thì nó phải âm thôi nếu không có nghiệm đẹp thì phải làm thế đấy đó được chưa thì để tìm được cái thằng bên trong này thì thường là thầy không dùng hóc nét đâu các bạn thầy không bao giờ thầy dùng hóc đâu đó, thầy cũng không dùng bé hóc này thật một là thầy chia trực tiếp luôn hoặc là phân tích đa thức thành nhân tử đúng không? nhưng mà nếu như bạn nào tư duy tốt thì đây là phương trình bậc ba mà đây là bậc nhất rồi thì chắc chắn cái dấu ba chấm của thầy trong này nó sẽ là phương trình bậc hai đúng chưa thì các bạn có thể lấy cái thằng trên này này đó, các bạn chia cho x trừ hai thì cái phần còn lại đó chính là cái biểu thức trong ngoặc đấy được chưa em làm hóc nè thì làm thôi nhưng mà thầy cũng không hay làm hóc nè bởi vì thầy cũng không thích cái đấy nhá bây giờ thầy lấy cái này này Đúng, thầy chia cái x chữ 2 thì nó ra cái dựa Hoặc là phân tích đa thức thành nhân tử Được chưa? Không biết đây các bạn nào chia được ra chưa nhỉ? Các bạn có đáp án không? Cho thầy đáp án cái Chia quá Bạn có kết quả chưa? Có kết quả chưa các bạn? Bạn nào có kết quả các bạn đọc cho thầy một cái đi Không có thầy mất công thầy phải ngồi chia lắm các Bạn có kết quả chưa? Các bạn uh, comment xuống dưới giúp thầy cái nhé Đó. Hiểu không ạ? phương trình bậc 3 sau khi mà các bạn có nhầm có một nghiệm đẹp rồi thì nó sẽ có x 2. Tại sao là x 2 bởi x 2 bằng 0 thì x bằng 2 mà. Đúng không? Đó vào một cái phía trong này, nhưng cái phương trình phía trong này chắc chắn là phương trình bậc 2. Bởi vì phương trình bậc 2 nhân với bậc 1 thì nó mới ra bậc 3. Đó. được chưa? Các bạn có chia ra chưa nhỉ? Chia ra các bạn comment xuống dưới giúp thầy cái xem. Thầy ngại chia quá. Bạn đã có kết quả thì các bạn đọc cho thầy nhé M 2 nhân x bình đúng không m 2 x bình rồi 2 m cộng 2 ok có bạn nói rồi ở chỗ này giống hoặc vuông nhá m 2 đúng không m 2 nhân x bình đúng chưa nhỉ 2 m cộng 2 ok bạn rất thông minh đấy cộng với 2 m cộng 2 bạn viết là biết thông minh rồi cộng với m cộng 1 ok cộng m cộng 1 không biết các bạn có ra như thế này không đó 2 m trừ 2 đúng rồi ok 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 nhá để kiểm tra lại nào. M 2 nhân x bình rồi. Trừ 11 đơn 2 M 2 nhân x 2 M 2. 2 M 2 à. Trừ 2 M 2. À rồi giống nhau mà. Cũng như nhau. Cộng 2. Ok. Cộng 10 cộng 1 rồi. Ok. Rồi nhá. Bằng 0. Đẹp rồi đấy. Sau khi mà các bạn tìm được xong ấy. Thì mình biết là để có 3 nghiệm phân biệt đúng không? Thì chắc chắn công nghiệm x bằng 2 này này. Thì suy ra là cái phương trình dưới này này. Phải có hai nghiệm phân biệt nữa đúng không? Tương đương với gì? Cái phương trình này này ta có m trừ 2 nhân x bình này đúng không ạ trừ 2 thừa số cho m uh, trừ 1 nhân x cộng với m cộng 1 đúng không ạ phải gì các bạn phải có hai nghiệm phân biệt và khác mấy các bạn khác nghiệm hai này đi là được đúng chưa nhớ phải khác nghiệm hai tại sao bởi vì có ba nghiệm phân biệt mà lỡ may thằng này có hai nghiệm nhưng có một nghiệm chung với nghiệm hai thì sao đúng không tương đương thôi thì có hai điều kiện một là delta phải phải dương này hay phân biệt khác hai thì f của 2 phải khác 0. Đúng chưa? Delta phẩy phải b phẩy bình là chúng ta có m 1 bình phương. trừ ac là trừ cho m 2. m 1 nhân m 2. Đúng không ạ? Dương. Đó, f khác 2 các bạn thay tất cả những cái gì có x bằng 2 vào nhá thì thầy có 4 này. Nhân m 2 này. Đúng không? Tiếp tục nhân 2 vào thì trừ -4 nhân m 1. cộng m 1. khác 0. Đó, được chưa? Giải bình thường thôi. À, giải ra tương đương cho thầy xem nào. Bờ bình trừ M bình hết. Đúng không? Chỗ này trừ 2m này, chỗ này xem nào. Bỏ dấu trừ này đi, chúng ta sẽ có trừ 2m. Trừ 2m mà cộng m là trừ m. Trừ m thêm dấu trừ đây là cộng m. Tóm lại chỗ này là trừ m. Đúng chưa? Chỗ này là 1 nhá. 1 nhưng mà chỗ này là gì các bạn? 1 nhưng mà chỗ này là cộng 2. Cộng 3 đúng không? Cộng 3 Nó sẽ lớn không? Đó, được chưa? Các bạn cố gắng nhầm nhé Nhầm giống thầy ấy. thầy nhẩm cũng đỉnh phết đấy nhỉ 4m trừ 4m là hết Trừ 8 Cộng 4 Còn trừ 4 Đúng chưa? Trừ 8 này, cộng 4 là trừ 4 Trừ 4 cộng với 1 là trừ 3 Đó, vậy m của chúng ta sẽ khác mày các bạn Khác 3 đúng không chốt đi chốt lại là gì chúng ta sẽ có một điều kiện đó là m của chúng ta sẽ bén ba ok m bén ba xong chốt hạ xong đấy đúng không m bén ba và sau khi các bạn tìm được xong rồi thì chúng ta phải hiểu là à có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m thì rất là nhiều bạn chúng ta sẽ đọt đó là m nguyên dương thì m bằng một và m hai là sai là sai một đáp án đúng của chúng ta đáp án gì đáp án c thôi Bặc dù mờ bé ba thôi mà, nhưng không không phải mờ không phải bằng một mờ không phải bằng hai mờ của chúng ta nó có một giá trị duy nhất thôi đó là bằng bằng một thôi tại sao bởi vì mờ hai chúng ta đã loại từ ban đầu rồi Hiểu không ạ mình tìm ra hai giá trị ok là mờ một mờ hai nhưng mà các bạn phải để kỹ làm nhưng không phải làm cho vui đúng không ạ trường hợp một chúng ta đã loại mờ bằng hai rồi không thỏa mãn vì thế nó chỉ có một giá trị mờ duy nhất thôi là mờ bằng một thôi nên mọi người phải cẩn thận được thầy nhá đó là câu 47 tiếp tục câu 48 48. Một người thả một lá bèo và một cái ao À câu này làm rồi các bạn Câu này làm rồi nha, Lạ bèo và cái ao Sau 20 ngày thì bèo sinh sôi phủ kín mặt ao Đó, Có bài toán thực tế nó khá hay đúng không Nhưng mà thầy dạy các bạn rồi Nhưng các bạn có học không thôi Thầy chỉ sợ các bạn không học thôi Được chưa Một người thả một lá bèo vào một cái ao Sau 20 ngày thì Bèo sinh sôi phủ kín mặt ao sau ít nhất bao nhiêu ngày thì bèo phủ 1 phần 20 mặt ao. Biết rằng cứ mỗi một ngày thì lượng bèo nó tăng gấp 4 lần lượng bèo trước đó và tốc độ tăng trưởng không đổi. Đó, cậu này làm rất là hay rồi đúng không? Thầy đã là, là dạy cho các bạn rồi đấy các bạn ạ. À, dạy rồi nhá, đã làm rồi cơ, dạy rồi. Các bạn toán thực tế dạy hẳn một chuyên đề luôn các bạn. Đúng rồi. Hình như có tầm mấy, mấy mấy 20 câu cơ. Các bạn có nhớ các bạn không? Làm rồi, đúng rồi. Thế bây giờ thầy làm lại cho các bạn này. Đó, làm lại nhá. Nếu các bạn nào hiện tại chưa theo dõi thì các bạn theo dõi luôn một lá bèo đúng không ạ đầu tiên là một lá bèo một lá thôi đó, mà tốc độ tăng trưởng gấp bốn lần so với bèo trước đó tức là bắt đầu có một một lá nhưng sau một ngày thì nó có mấy lá các bạn sẽ có bốn lá là bốn một đúng không ạ sau hai ngày thì nhân bốn lên thì là bốn mũ hai sau ba ngày thì là bốn mũ ba đúng không ạ sau n ngày vân vân đến ngày hai thứ hai mươi thì là bốn mũ hai mươi lá lá bèo Đúng không? không? Ban đầu có 1 lá nhá, mà đây là sau 1 ngày này, đúng không 1 ngày thì chúng ta có 4 mũ 1 lá. Đúng không ạ? Sau 2 ngày này. Đó, thì chúng ta nhân 4 lên thì 4 mũ 1 nhân với 4 thì bằng 4 mũ 2 thôi, đúng không? Sau 3 ngày tương tự thôi. Đúng không? Và từ sau đó các bạn tin vào quy luật đó là nếu như đến tầm khoảng 20 ngày. Ở sau 20 ngày thì chúng ta có là gì các bạn? Sau 20 ngày. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 mũ 20 lá bèo Hiểu ờ, Mà các bạn hiểu là 4 mũ 20 là bè này, 4 mũ 20 là bè này này. Đó. Đúng không ạ? Nó đang phủ kín mặt hồ rồi, tức là nó sẽ chiếm 100%. 100%. Đúng không ạ? Mặt hồ. Đúng chưa? Mặt hồ. Đúng không? Thì bây giờ người ta bảo là 1 phần 20 mặt hồ thôi. Thì bao nhiêu ngày? Thì các bạn phải kiểm tra xem 1 phần 20 mặt hồ thì nó có bao nhiêu lá bèo đã. Đúng không ạ? Thì chúng ta nhân chéo thôi. 1 phần 20 mặt hồ này. có sẽ chiếm với các bạn nó chiếm x đúng không? x lá bèo Đó, đúng không? Và các bạn sẽ tìm được x theo thông qua quá trình nhân chéo. Vậy từ đây thì mình suy, suy ra x của chúng ta bằng gì? Thì các bạn lấy mấy tính, các bạn bấm thôi, đúng không? 4 mũ 20 nhân với 1/20 là ra, tức là chúng ta lấy gì các bạn? Lấy 4 mũ 20. Đúng không ạ? Chia cho mấy các bạn chia 20. Đó, lưu biến a. Đó, x của chúng ta xấp xỉ 5,4975 nhân 10 mũ 10, 10. Lá bèo đúng không ạ? được chưa và đề được x này thì cần bao nhiêu ngày thì bây giờ mình lắp vào công thức này đây đó đúng không ạ năm giả sử đây là bốn mũi chẳng hạn đúng không ạ bốn mũi n thì đúng hơn bốn mũi n n là số ngày chẳng hạn đó bằng x cái này này x này là lá bèo mà các bạn bỏ vào đây bỏ vào cái phương trình này các bạn sẽ tìm ra n thôi bốn mũ hai thì hai ngày bốn mũ ba thì ba ngày bốn mũ hai mươi thì hai mươi ngày đúng không vì đấy thì các bạn sẽ suy ra một cái phương trình cuối cùng các bạn chốt hạ lại như sau đây 4 mũ N Trong đó N là số ngày Đúng không? Thì bằng bao nhiêu là bèo đây? đây Bằng thằng này là bèo này đó, Bằng 5,49 Đúng không? 75 10 mũ 10, 10 là bèo. từ đấy các bạn sẽ suy ra n của chúng ta là bằng loga cơ số 4 của cái thằng này. Đúng không? Các bạn lấy log 4 của thằng này thôi nhá. Log 4 của an. Đó, nói chung là rơi vào 17,83 ngày. Đúng không? xỉ. 17,83 ngày thì chúng ta làm tròn đến các bạn gì 18 ngày thôi hiểu không đây bài toán thầy hôm trước thì thầy đã giảng các bạn đây là tất cả những cái này thì chúng ta phải tư duy và làm bản chất nhá tiếp tục câu 49 câu 49 cho hình cho ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng A tâm O biết SA rồi SA vuông góc phải đáy khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC là câu này thì câu cho điểm rồi đúng không các bạn à, luyện tập lại một chút về khoảng cách nhá hình vuông ok hình vuông SA vuông góc phải đáy đúng không? Đó, câu này thì quá dễ so với quy định rồi Tôi cho điểm rồi các bạn nhá. S đây đúng không? A đây B đây C đây và D đây Được chưa? SA vuông góc phải đáy, rồi SA vuông góc phải đáy, có luôn nha Đúng không? SA bằng 2A rồi, SA bằng 2A này Cách đáy bằng A này Đó, Đúng không ạ? Tâm o tâm o là giao điểm ngoài đường chéo học đây, ok Đúng không? Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC là Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC là Bài này thì rõ ràng chúng ta quy đổi khoảng cách thôi Đúng không? Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC đây Chắc chắn là chúng ta quy về điểm A Nếu như bạn là quy tốt thì chúng ta suy ra luôn Còn không nữa thì mình làm kiểu này này Khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC Chia cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC Đúng không ạ? Thì bằng gì? Bằng gì đây? Bằng gì các bạn? khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC chắc chắn nó sẽ ngắn hơn khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC đúng không ạ? Và bản chất nó sẽ là bằng AC. Đúng không ạ? OC trên AC tức là bằng 1/2. Từ đấy thì mình cũng có thể suy ra là khoảng cách từ O đến mặt phẳng SBC của thầy nó sẽ bằng 1/2 lần khoảng cách từ gì các bạn? A đến mặt phẳng SBC thôi. Đấy, à, đây là quy đổi khoảng cách các bạn này đúng không? Thầy dạy các bạn rồi, quy đổi khoảng cách đây đúng không? Bằng 1 phần 2 và từ đấy các bạn chỉ cần suy ra khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC là bằng bao nhiêu thôi và nó sẽ là cạnh gì các bạn cạnh AK. Đó. Đúng không? Trong tam giác SAB là tam giác vuông tại A, chúng ta kẻ AK vuông góc với SB thì đó chính là cạnh AK cần tìm. Tóm lại là bằng 1 phần 2 AK. Đúng không? Thì AK tính bằng cách nào đây? 1 trên AK bình dùng hệ thức lượng này. Bằng 1 trên SA bình là 4A bình cộng với 1 trên AB bình là 1 trên A bình thì tính xương xương là bằng 5 trên 4 A bình đúng không ạ thì suy ra AK của thầy chính là bằng 2A trên căn 5 cũng là bằng 2 A căn 5 trên 5 đúng chưa suy ra khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng SBC Như là cái này các bạn chia đôi ra thì có đúng bằng A trên căn 5 không đúng không ạ là bằng A căn 5 trên 5 đó rất đơn giản là bạn ạ <laughs> hay không? Câu này làm rất là dễ rồi đúng không? Tiếp tục một câu cuối cùng đó là câu 50. Câu 50 nào. Có một miếng tôn hình chữ nhật với kích thước hai cạnh là 6 và 5. Người ta dán trùng một trong hai cặp trên hai cặp đối diện để tạo thành một mặt xung quanh của một hình trụ. Tóm lại là từ một hình chữ nhật chúng ta vo nó thành một hình trụ. Đúng không? Thì thể tích lớn nhất của khối trụ thu được gần với nhất với số nào sau đây? Đó, bài toán cũng rất là hay các bạn nhé. Đây thầy hướng dẫn cho các bạn cách làm bài này theo kiểu bài toán thực tế nào. Được chưa? Đó, một cái là bằng 6 đúng không ạ? Mét, cái 5 mét. Đúng không? Một cái 6 mét, cái 5 mét đây. Nhưng mà vấn đề làm cho là người ta dán tóm, tóm, lại chúng ta có thể vo cái hình chữ nhật này thành hình trụ thì chúng ta có hai cách vo đúng không ạ? Một là các bạn nhìn gấp thằng này với thằng này chập lại một. Hai là cái thằng này với thằng này chập lại một. Và mỗi một cách như thế thì nó sẽ tạo ra một hình trụ khác nhau. Đúng không? Thể tích lớn nhất của khối trụ thu được thì bây giờ các bạn phải trong hai cái đấy các bạn phải tính thể tích cả hai. Sau đó cái nào lớn nhất thì các bạn chọn. Đúng chưa? Đó, hiểu không ạ? Các bạn xem này. Người ta dán trùng một trong nhá. Hai cặp cạnh đối diện để tạo thành mặt xung quanh. Tức là nó không có sự di chuyển, nó chỉ có một trong hai thôi. Mọi người đọc Cứ hiểu nhá. Hiểu không? Đó, thì suy ra nó sẽ có hai trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất là các bạn vo thằng này với thằng này chập lại một đúng không ạ? Số 1 đây, số 2 đây, các bạn chập hai thằng này là một thì nó sẽ được một hình trụ có chiều cao bằng chiều cao thằng này luôn. Đúng chưa? Đó, nó vo lại thế này này. Đấy, các bạn tưởng tượng không? Nó vo lại chập đầu 1 với đầu 2 với nhau thì nó sẽ tạo hình trụ này. Sau đó thì các bạn biết là cái chiều cao hình trụ này bằng cái thằng này là bằng 5 m này. Đúng chưa? Còn bán kính của chúng ta thì bằng bao nhiêu các bạn tự tin này. Đương nhiên rằng là, là cái độ dài cái này này nó chính là cái chu vi của cái hình hình tròn này. Đó, hiểu không? Thầy gọi là r nhỏ đi đúng chưa r nhỏ đi thì các bạn biết rằng là chu vi của toàn bộ hình tròn này bằng 6 m từ đấy các bạn sẽ suy ra là 2 p r bằng 6 vậy suy ra r của chúng ta là bằng 6 trên 2 p là bằng 3 trên p đúng không đấy mà đây bài yêu cầu là thể tích lớn nhất của khối trụ thu được thì bây giờ các bạn tìm thể tích trong thằng này trước thầy gọi là v 1 thì có đúng là bằng uh, diện tích đáy nhân chiều cao pi r bình nhân h pi nhân r bình là bằng 3 trên pi tất cả bình nhân h là nhân thằng này này bởi vì nó có cùng chiều cao thằng này là nhân với năm các bạn lấy máy tính bấm cho thầy xem bao nhiêu nhé bạn nhầm luôn là 9 này ở chỗ này pi chỗ này pi nó rút gọn đi một cái là bằng pi thôi hiểu không Đó, nhân với năm bao nhiêu đây 14,32 14,32 đơn vị là mét mét khối đó là V1 đúng không? nhưng mà còn trường nữa trường nữa là gì các bạn nghe này đây là chỉ là trường hợp chúng ta nhập cái thằng 1 và thằng thằng 2 với nhau còn một trường nữa nhập thằng hai với thằng này thì làm sao? Thì nó sẽ tạo thành hình trụ nó như này. Đó. Hiểu vấn đề không ạ? Đó, hiểu vấn đề không? Nhập lại. Đúng không ạ? Và đương nhiên là cái hình trụ mới này nó sẽ có cùng chiều cao là bằng thằng này, bằng 6 mét. Hiểu chưa? Bằng 6 mét. Và đương nhiên rằng là, à, chu vi đáy của hình tròn này nó cũng chính là bằng 5 mét tức là các bạn có thể gọi là r phẩy bán kính của đường tròn mới đúng không thì bằng gì nó chỉ là bằng cạnh này là bằng 5m thôi từ đây chúng ta sẽ suy ra r phẩy bằng cách như sau 2 p r phẩy thì bằng 5 vậy suy ra r phẩy của thầy sẽ bằng 5 trên cho 2 p đúng không ạ còn chiều cao thì hiển nhiên bằng 6 nhá vậy từ đây các bạn sẽ suy ra v2 của thầy sẽ bằng uh, diện tích đáy đúng không p r phẩy bình là 5 trên 2 p tất cả bình nhân với h là nhân với 6 tính cho thầy xem sấp xỉ bao nhiêu nhá hiểu không hiểu không hôm nay cháy quá ok ok <laughs> cháy nhựa nữa các bạn nhá 5 trên hai tất cả bình thì tóm lại là hai năm bình cho các bạn nhá. các bạn có nhầm đỉnh giống thầy không hiểu không là nhân với sáu ok nhân 6 chia pi nhá chia pi đó, được chưa các bạn? 11,93 Sấp xỉ 11,93 Đơn vị là mét khối Đúng không ạ? Sau khi qua trong qua hai quá trình các bạn chập lại thì mỗi một thằng chập thì nó sẽ tạo ra một thể tích khác nhau ví dụ thằng chập thứ nhất thì nó tạo ra một thể tích là 14,32 nhưng thằng chập thứ hai nó tạo ra là 11,93 thì đề bài hỏi là trong hai cái thể tích này thằng này thì thằng nào lớn nhất thì các bạn sẽ chọn thằng này 14,32 thì chúng ta chọn đáp án gì các bạn đáp án đáp án D Đó, hiểu không một bài toán rất là hay và thầy tin rằng là thông qua những cái bài như thế này thì uh, các bạn sẽ học hỏi thêm rất là nhiều điều chúng ta sẽ rèn luyện được kỹ năng làm bài làm tốc độ hơn làm chuẩn hơn làm nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ đó được chưa và yên tâm là chúng ta sẽ có rất là nhiều buổi uh, bổ ích như thế này nữa ở trong khóa học của mình các bạn yên tâm nhé rồi ok cảm ơn các em rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi livestream tiếp theo hôm nay chúng ta cháy quá xong sớm quá nhỉ. bye bye các em cảm ơn các em rất là nhiều bạn nào đang xem thì chúng ta có thể chào thêm một câu rồi sau đó chúng ta sẽ ở uh, đi ngủ đúng không nhỉ <laughs> ở sau toàn thể người thấy mùi khét ạ ok <laughs> cảm ơn các em nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye